chào mấy chị nha. Hôm nay livestream tăng ca. Sao mày nó cháu dữ. Rồi hôm nay quá trời đẹp luôn. Em chào tất cả các chị. Hôm nay đồ rất là đẹp nha mấy chết. Hôm nay đồ cực kỳ đẹp để gọi cho bà hai. Hôm qua em có chia sẻ cho chị không? Hả? Có. Có hả? Hôm nay thử chia sẻ lại nhóm hay nhóm thôi để chị coi cái lực ok. Giờ cho chị ghi bình luận vô like chị. Em chào mấy chị. Hôm nay đầm nhật em phui mới tiếp 269 ngày một cái. Đồ hôm nay đẹp lắm mấy chị ơi. Đồ hôm nay em bung ra được 300 con mới nữa. Không bữa em có like mà không có hết 700 cái, em like có 400 cái à. 400-500 cái gì đó. Hôm nay em phui cái mẻ mới. Em chào tất cả các chị. Ghi bình luận giùm em 69.000 nha mấy chế nha. Hôm nay là tất cả đồng giá 69k. Là có đầm đi chơi nè, đầm công sở. Rất là đẹp luôn. Cảm ơn Thảo Phương. Rồi em lên nha mấy chị, 69.000 ha. Hello Vi, chúc Vi năm mới là ăn phát tài nha. Em cảm ơn chị Trọng. Em cảm ơn chị. Em bán cho chị lâu lắm rồi đó mà em còn chưa biết bà tên Trọng hay bà tên Ngọc nữa. Tôi toàn kêu Trọng Nguyễn Ngọc không à, kêu tên Facebook không à. Rồi em lên một con hàng đầu tiên là một con của Taylor mấy chị, Made in India Ấn Độ, hàng hãng nha, một con hãng mấy chị. Con này phong công sở, hàng hãng giùm em rất là đẹp. Cái này mà mấy chị mặc cái mấy chị vô nịch chỗ này nhìn nó sang lắm mấy chị. 50-55kg nhưng mà con này ngực thoải mái nè mấy chị nhìn nha. 50-55kg ngực là từ 98 cho đến 100 được luôn. Con này hơi bị đẹp nhưng mà 55kg thôi là mấy chị mặc đẹp. Phía sau của nó nè mấy chị, con này chỉ có 69.000 cực kỳ rẻ. Lấy con này cho em Vi mở 105. Có đầm thun Mỹ chị ơi, nhưng mà hôm qua hạ hết rồi. Đầm thun Mỹ hôm qua em hạ hết trơn rồi. Nó nằm trong đống hạ rồi chị. Hàng mới mình có thun Mỹ ra. Theo dõi like mẹ em nha. Hôm qua có hai con, ba con có mút sẵn luôn. Có mút sẵn luôn á. Hôm qua có hai ba con mà có mút sẵn luôn á bà. Trời ơi, này đẹp quá vậy. Con này new tem nha mấy chị. 69.000. Hôm qua là có hai con mút sẵn luôn. Rồi con này new tem nha mấy chị nha. Con này new tem đầm công sở, new tem chỗ đẹp quá. Cái form của nó là nó nằm form ngang như vậy nè mấy chị này. Con này là size S dưới 50kg mặt đẹp. Em không có lên liền được chị. Size S dưới 50kg mặt đẹp mã 366. Có là bóc liền cho bà rồi. Nhưng mà bây giờ hôm qua là hạ 500 con đầm rồi. Lấy cho em Vi mã 366 giùm em. Con này size S nha mấy chị nha. Dưới 50kg mặt đẹp new tem giùm em. Đầm công sở mã 366. Lấy cho em Vi mã đầm công sở mã 366 giúp em nha. Một em siêu phẩm size số 9. Cảm ơn quà của Vi nhé. Cảm ơn chị Khoa Anh, Nguyễn Thị. Ai, trời ơi, hôm nay em lên siêu phẩm không có mấy chị. Con này size số 9 nha. Từ 50kg đến dưới 55kg là ok. Con này ngực 90-92 thoải mái em. Con này hay lắm nè mấy chị. Siêu phẩm đó mấy chị. Rồi con này 69.000. Rẻ bèo luôn. Lấy cho em Vi mã số M33. Ôi ơi chết rồi, con này size số 9 đẹp quá. Siêu phẩm nha mấy chị nha. Siêu phẩm mã số M33, đồng giá 69.000 mã M33 giúp em. Qua có mà không kiếm được bà, kêu bà không được. Dạ cô gà em mua hơn. Dạ cô gà ngon hơn, cảm ơn chị. Cô gà ngon hết. Tại mua loại nó cũng cao tiền xíu. Rồi con này mấy chị, con này là 45kg đến dưới 52kg mặt đẹp. 45kg đến dưới 52kg mặt đẹp. Ở phía sau của nó hơi lem màu xíu rồi mấy chị ơi, chứ không có lem nhiều.
Đó, con này nó nhẹ lắm, con này nó bị cỡ 5% thôi mấy chị, lỗi 5% thôi. Form công sở, nhưng mà con này size M mấy chị, 45 kg dưới 52 kg mặc đẹp. Con này 50k nha, lấy cho em mã số M9 50k em đi báo lỗi. Mã M9. Bà ráng bà coi thêm, bà ráng bà coi đi bà Phạm Kim Anh ơi, chứ bà đừng có hối tôi, bà biết tính tôi mà. Mọi em đầm đi tiệc mấy chị. Mọi em đầm đi tiệc phải xéo nha. Phải xéo là nó có độ co giãn đẹp ghê cho mấy chị. Con này thì mấy chị từ cổ đổ nè, ở phía sau của nó nè. Con này vải siêu đã, mặt sang lắm mấy chị ơi. Size M mấy chị, con này size M giùm em. Con này size M giùm em nha, 45 kg đến dưới 52 kg. Size M 45 kg đến dưới 52 kg, lấy cho em mã số 284. Lấy con này cho em Vi mã 284 giùm em. Cái này con 284 ngực cỡ 90 92 thôi nha mấy chị nha. Size M 284 ngực 90 92 thôi giúp em. Size to. Trời ơi, con này đẹp lắm. Dây rút giữa giùm em nha mấy chị. Siêu sang. Con này 55 kg đến dưới 60 kg siêu phẩm. 55 kg đến dưới 60 kg siêu phẩm, chất thun lạnh của Nhật. Chất thun lạnh của Nhật nha mấy chị, 60 kg quay đầu ha. Cái con này thì cái eo của nói chung là 60 kg quay đầu, nhưng mà số đo ba dòng nó lại không có giới hạn. Gần như là mấy chị số đo thoải mái luôn, nhưng mà form này mấy chị dưới 60 kg mấy chị mặc sẽ mặc đẹp hơn. Lấy cho em Vi mã số 93. Lấy siêu phẩm cho em Vi mã số 93. Con này 50 kg đến dưới 55 kg mặc đẹp nha. Con này đầm Nhật. Con này đầm Nhật mấy chị, đầm Nhật size số 9, dưới 55 kg mặc đẹp. Ngực dưới 92 vừa. Lấy con này cho em Vi mã B 22. 93 em lấy cho chế Phan Nguyễn. 93 sang lắm chị. 93 của chị Phan Nguyễn. Lên nè. Má ơi, siêu phẩm nha mấy chị. Con này size to giùm em nha mấy chị. Con này free size dưới 65 kg mình mặc thoải mái, số đo ba dòng không có giới hạn. Free size nha mấy chị nha, vải rất là đẹp. Free size dưới 65 kg, số đo ba dòng free size, lấy cho em Vi mã 280. Lấy cho em Vi mã 280. Một em đầm công sở kiểu. Con này size S dưới 50 kg nha. Con này form công sở hàng sang trọng giùm em mấy chị. Con này size S 45 kg đến dưới 50 kg, ngực từ 84 đến 88 quay đầu thôi giùm em. Hàng công sở giùm em mấy chị. Lấy con này cho em Vi mã số M5. Lấy con này cho em Vi mã số M5 giùm em. Cảm ơn mấy chị, có gì chia sẻ bài giùm em nha mấy chế ơi. Rồi con này mấy chị, 45 kg đến dưới 52-53 kg mặt đẹp. 45 kg đến dưới 52-53 kg mặt đẹp giùm em nè. Lấy con này nha, lấy con này đẹp quá trời luôn. Form này mình vừa đi chơi mà vừa đi uống cà phê được luôn nha mấy chị. Lấy cho em mã M58. Lấy cho em Vi mã M58. Một em form suông size nhỏ. Con này nó thêu gấm nha mấy chị nha. Một em form suông size nhỏ thêu gấm. Dáng con này nó thêu hai bên như vậy. 45 kg đến dưới 52-53 kg, size M luôn. Size M luôn, 45 kg đến 52-53 kg quay đầu đẹp. Lấy con này cho em Vi mã số B73. Lấy cho em mã B73. Em có size to siêu phẩm. Con này mấy chị mặc vàng nút trước giùm em, phía sau lưng của nó này mấy chị, phía sau lưng nó sẽ cột dây nha. Còn đây là free size. Trời, cái dây của nó đã quá mấy bà. Một em free size nha mấy chị. Free size bao nhiêu ký cũng vừa. Con này cái form tay nó cánh dơi á, nên là cái ngực mấy chị không có bị giới hạn. Ngực mấy chị không có bị giới hạn luôn. Và nó đầy đủ nút nha, chất vải siêu mắc tiền. Đó, cái form tay dơi nè mấy chị. Free size từ 50 kg đến dưới 60-62 kg thoải mái giùm em. Số đo nó không có giới hạn nha. Mấy chị mặc cho mấy chị thắt cái dây vô, nó sẽ ra cái dáng của các chị. Lấy cho em mã 103. Lấy siêu phẩm cho em mã 103. Trời ơi, mấy con này mê quá vậy. Hàng hai lớp nha mấy chị. New tem. Con này 50 kg đến dưới 55 kg. Con này ngực nè mấy chị, ngực dưới 94 thôi. 50 kg đến dưới 55 kg, hoặc là mấy chị ngực 94 quay đầu. Mà con này rất là sang. New tem hàng mới. Hàng còn new tem luôn, mã số C65. 103 em lấy cho chị Phan Nguyễn. Hôm nay chị có 69 ngàn một đầm, rất là rẻ luôn đó mấy chị. Mà hàng là chuẩn đầm Nhật nha. Chuẩn đầm Nhật nha. Con này đẹp nè mấy chị.
bà Phạm Kim Anh, bà lấy cái này nè, nail tem nè, con này nail tem nha, 50-55 kg, bà lấy đi zoom á nè bà, con này mặc tết ok. Cái eo nó có độ co giãn ra tới 74, eo bài dưới 74 mặc đẹp. Eo bài dưới 74 mặc đẹp, con chum cao cấp này nè, con chum nè lấy đi. Eo dưới 74 mặc đẹp. New tem lấy cho em Vi mã số 132. Một em chum rất là dễ thương. Eo dưới 74 đi mặc cho đẹp má ơi. Có túi luôn nha, mặc dù eo nó là eo chun đó. Mong bự lắm, phong quần baggy. Phong quần baggy. Phong quần baggy ống túm 7 tấc. Có nghĩa là nó bự ở trên xong nó ống nó túm túm thon thon xuống 7 tấc rất là đẹp. 132 của chị Khoa Nguyễn Thị rồi, chị Khoa Nguyễn Thị lấy rồi. Em chào chị Hương Ngân Trần. Em lên một em free size nữa nè các chị. Trời ơi mấy chị ơi, em cam kết với mấy chị là cái con này mấy chị mặc bao nhiêu ký cũng đẹp. Free size từ 60 kg đến dưới 70 kg. Con này mấy chị mà 50-55 kg, 60 kg á, mấy chị vô giùm em sợi dây nịt. Còn nếu mà mấy chị mà size to quá hoặc 70 kg, mấy chị thả ra nó cũng rất là sang. Cái đầm này nó không có giới hạn số đo, nó không giới hạn số đo. Siêu phẩm này vải vôn lụa 69.000, lấy cho em mã số 4. Siêu phẩm này vải vôn lụa 69k, lấy cho em Vi mã số 4. Trời ơi sang quá, hôm nay đầm đẹp quá. Ôi ôi cái đầm nó mê quá mấy bà, sang quá trời luôn. Siêu phẩm tiếp theo 55kg đến dưới 60kg, 55kg đến dưới 60kg nè. Để em coi cái ngực nó cỡ bao nhiêu. Ngực con này mấy chị dưới 96 luôn, hình đẹp. 55kg đến dưới 60kg, ngực 96 quay đầu. Cái này á, hàng hiệu nha, như cái cổ nó hơi dơ xíu mà mấy chị về giặt mấy em xíu. Đây cái đường viền nó hơi dơ xíu. Dơ thôi mấy chị, dơ là dơ thì giặt mình giặt bình thường. Lấy con này cho em Vi mã số 267. 55kg đến 60kg mã 267. Đầm dây à, cái đầm yếm dây này hôm qua mình có một cái màu đỏ. Số 4 em chốt cho chị Hôn Ngân Trần. 267 của chị Loan Sport. Cái đầm này hôm qua mình có một cái màu đỏ, mấy bà chế của em có nhớ không? Luồn dây cái phía đằng sau nè mấy chị. Em lên một cái lụa, em lên một cái màu tím môn. Cái đầm quá đẹp. À, phía sau á, phía sau là mấy chị sẽ đan cái dây eo chỗ này. Nên là mấy chị cứ tưởng tượng giúp em là mấy chị mặc con này có eo kinh khủng. Nè. Tại vì em không có đường được. Mấy chị luồn hai sợi dây lơ dài của nó vô hai con đĩa, bốn đĩa nè. Xong mấy chị cột ở giữa. Thì khi mà mấy chị mặc nó ra form như vậy và ở dưới nó vô eo rất là sang. Vải cực kỳ đẹp luôn. Và đặc biệt con này free size nó là như vậy đó. Và mấy chị phải chấp nhận hở lưng giúp em Vi nha. Được không? Siêu phẩm hả? Mấy chị tưởng tượng được không vậy? Lấy con này cho em Vi mã số 04. Siêu phẩm free size. Con này đẹp đó chị Khoa Nguyễn Thị. Mà em sợ chị không mặc hai dây quen mà. Con này đẹp nè má, má gì? Má Phạm Kim Anh. Mới tin nha. Vải lụa, vải lụa. Con này nè nếu mà so về độ dài á, không có dài lắm đâu, nửa bắp chân là hơi đẹp luôn á. Rồi lấy con này cho em mã 04. Mã 04 đẹp mấy chị, đẹp lắm, mã 04 đẹp lắm. Để có diện để mặc ăn canh cho mấy bà hình dung cũng được. Mặc ăn canh nó hơi mất thời gian. Hơi mất thời gian nhờ con 04 siêu phẩm. Em chào chào bi em. Rồi em lên. Trời ơi hôm nay đồ đẹp không ạ. Cái này là đầm hiệu HM. Đầm hiệu HM. Trời ơi. Má ơi đầm hiệu HM này 69.000 nè. Mấy chị mà mua không được tiếc à. 55kg đến 60kg. Cái này đầm hiệu HM chuẩn. Độ dài quá đã. Vừa qua gối em Vi thôi. Lấy con này cho em mã số 089. Đầm hiệu HM. 55kg đến 60kg nha mấy chị. Con này ngực thoải mái lắm. Yên tâm. 089. Mấy chị 6, mấy chị 55kg thì mấy chị vô mấy em cái nịch. 089 siêu phẩm của chị Khoa Nguyễn Thị. Chị Khoa Nguyễn Thị chút trước thôi mấy chị. Nay đồ em đẹp lắm. Mấy bà để từ đêm lên với bà coi. Rồi cái con siêu phẩm này nè, nó bị lỗi nhẹ chỗ này mấy chị. Đó. Con này em tính rẻ cho mấy chị 40.000 thôi. Em chơi lớn luôn á. Em chơi lớn luôn á. Mấy chị bỏ cái chỗ này ra, không ai nhìn thấy lỗi đâu mấy bà yên tâm. Con này rất là xinh nha. Phía sau của nó nè, mấy chị nhìn phía sau của nó thiết kế cực kỳ đẹp. Cực kỳ xinh luôn mấy chị, cực kỳ xinh luôn.
quá đã luôn đúng không, mà có 40 ngàn cái đầm thôi nha, mấy chị nghe không có nhầm đâu, nó bị lỗi chút xíu thôi. Cái con này nó free size dưới 60 kg, mấy chị rất là dễ mặc, free size dưới 60 kg, 50 kg đến dưới 60 kg mình mặc đẹp. Lấy cho em mã xanh 40k, nó chỉ bị lỗi chỗ này em Vy đã báo rồi ha, 40 ngàn mấy chị ơi, chỉ có 40 ngàn, rất là đẹp nha, chất lượng đầm Nhật đàng hoàng mấy chị, chứ không phải đầm tào lao đâu. Rồi em lên hàng thêu trắng cao cấp 69 ngàn luôn, hàng trắng cao cấp nha, con này 50 kg đến 55 kg thêu đẹp. Con này nếu mà chị nào muốn chụp hình á, Tết mà chụp hình đẹp á, lấy con này má ơi luôn rồi đó. Lấy cho em mã B98, 50-55 kg nha, ngực dưới 92 giùm em, eo thoải mái. Cái phần trên của nó là vải linen thêu, phần dưới của nó là vải vôn má, đẹp lắm mấy chị, đẹp lắm. Nè mấy chị nhìn nè, đó, sang lắm nha, B89 siêu sang. Bán tới lúc nào mới nghỉ em hả? Em hả chị? Tính 25-26 nhưng mà dạo này bên giao hàng tiết kiệm nó cà giật cà lụi nó nghỉ rồi. Bên giao hàng tiết kiệm nó cà giật cà hội nó nghỉ với em rồi. B89 siêu phẩm của chị Khoan Nguyễn Thị, nên là em đang ức chế nó nè. Free size nè chị, các chị ơi, free size. Con này là từ 55 kg đến dưới 65 kg, mặc thoải mái, số đo 3 dòng không có giới hạn. Lấy cho em mã số 420, lấy cho em mã 420. Em bán em nghỉ cho em đâm đấu lấy ngày đâu, năm nào cũng vậy. Con lạ hả, giao hàng nghỉ em nghỉ chứ em ở đây mà. Một em đầm thêu, hôm nay đồ đẹp lắm mấy chị, hôm nay đồ nói chung là nó đã đầm thêu màu hồng. Con này 50 kg cho đến dưới 58 kg nha, 50 kg cho đến dưới 58 kg, số đo nó sẽ thoải mái vì nó là form đầm suông nhưng mà nó kẹt cái tay, cái bắp tay mấy chị cỡ em thôi, 30 cm bắp tay quay đầu. Đồ mới tinh luôn á, đồ mới tinh luôn mấy chị, dây kéo phía sau giùm em nè. Con này mấy chị mà không chốt nữa tí, 50 kg, 58 kg số đo nó thoải mái lắm nha, nhưng mà cái bắp tay 30 giùm em, có nghĩa là bắp tay đừng có xồ, đừng có bự quá giúp em. Lấy con này cho em Vy mã số B35, 69 ngàn, rất rẻ. 420 của chị Ngọc Thúy Nguyễn. Chị Ngọc Thúy Nguyễn ơi, đừng có xả sau like nữa giùm em nha. Hôm qua là em có nói với chị hai vấn đề của mình và em quyết định đấy là lần cuối cùng em giải quyết cho chị. Em có nói với chị hai là nếu mà chị Ngọc Thúy Nguyễn còn làm như vậy nữa thì bên em sẽ từ chối bán hàng cho chị. Này em nói em có dặn rồi, nhưng mà em sẽ nói luôn trên live. Tại vì hôm qua không phải là bên em khó khăn gì đâu chứ, có nghĩa là những cái đó mà khách chốt, chị chốt, em rất là thương chị, em chốt cho chị, có nghĩa là em không bán cho người ta, đúng không? Chị hiểu cái vấn đề không? Nhưng mà sau live chị bỏ cái đó đi là coi như em Vy thiệt thòi cái số tiền đó. Đó, coi như là cái số tiền đó em Vy bị mất, nên em rất là buồn. Em rất là buồn. B35 á chị Loan ơi, con này B35 sang lắm, nếu giống như hàng thiết kế mà chị nên chốt. Em rất là buồn, nhưng mà em nói với chị hai thôi lỡ lần này thôi. Và bởi vậy nên là chị có thể thương tụi em, chốt trên like chắc dùm cho tụi em là được à, nha chị. B35 của chị Loan, hàng thiết kế. Em lên nè, chị thương tụi em bằng cách là chị chốt chắc dùm tụi em trên like là được à. Con này mấy chị 50 kg cho đến dưới 52 kg mặc đẹp, 50 kg đến dưới 52 kg mặc đẹp. Lấy con này cho em Vy mã số 68, mã số 68, hôm nay đồ em đẹp lắm mấy chị, mã số 68 đầm thiết kế. Con này đẹp để dành đi chơi tiệc cái này nọ, nó rất là xinh mấy chị ơi, phía sau nó hở lưng nha. Con này dành cho mấy chị mà size S đó, con này mặc xinh lắm. Con này size S nha, ôi ngực thoải mái nha mấy chị, ngực 90-92 được luôn á, nhưng mà cái eo dưới 70 giùm em nè, eo là dưới 70 giùm em là mấy chị mặc ơi là đẹp luôn. Mấy chị 50 kg cũng được, nhưng mà eo dưới 70 siêu phẩm này nha, giá 69 ngàn, mấy chị không có nghe lầm đâu, con này lên dáng rất là xinh. Lấy cho em Vy mã số 249, lên dáng siêu xinh. 249 mấy chị ơi, lên dáng đẹp lắm, 249 lên dáng đẹp lắm. Rồi một em nữa, hôm nay em sẽ chuông những cái mẫu mà mình đi chơi, mình đi chơi Tết, mình đi tiệc này nọ ha. Con này 55 kg đến 60 kg luôn giúp em nêu tem. Con này ngực dưới 100 là được mấy chị, ngực dưới 100 rất rất đẹp là đằng khác nha mấy chị nha.
ngực dưới 100 giúp em. Lấy cho em vi mã số 53. Mã 53 249 em lấy cho chị Bi em. Nay em like cũng chậm chắc mới nhanh đâu. Mấy bà nào mà em lên lại đồ xịn nè mấy bà. Cái con này mấy chị mua ở ngoài ít nhất trên 200 ngàn. Màu em đầm phong Âu có tay rất là sang. Màu xám cho cực kỳ khó tìm nha mấy chị. Thường là cái màu trắng với em vi thì dễ nè. Hoặc màu tối, màu đen, màu xanh dương. Nhưng mà ra cái màu xám cho size số 9 thì rất là khó. Con này mấy chị 55kg, 57kg quay đầu. Nhưng mà cái này là ngực, mấy bà 90, 94 thoải mái luôn nè mấy bà. Con này khó tìm lắm mấy chị. Hôm nay chào giá 69 ngàn rất rẻ. Lấy cho em mã M33 53 của chị Bảo Minh. Chị Bảo Minh ơi, khách mới cọc cho em 50 ngàn trước khi đi đơn. Đồng ý thì cho em vi xin số điện thoại. Đồng ý thì cho em vi xin số điện thoại nha. Trời lên mấy chị. Con này 55kg đến dưới 60kg. Con này mình sẽ sắn eo, mình sẽ có cảm giác rất là ốm và sẽ cột cái eo theo cái cơ thể của mình nữa. Phần tay rộng rãi thoải mái nha. Con này gần như nó là free size, nếu mà em mở cái dây ra thì nó rất là rộng. Mấy chị nó cực kỳ rộng luôn mấy chị. Đó, nó gần như là free size, dưới 60kg mình mặc thoải mái, rộng rãi, không có giới hạn số đo ba dòng. Lấy con này cho em vi mã 41. Em cảm ơn chị Bảo Minh đồng ý cọc. Nhớ check inbox em nha chị. Hôm qua em xả cũng 10 người á. Hôm qua em vi xả thẳng tay vì không cọc không check inbox. Hôm nay em lên ngược trở lại ha. Nó hơi mất thời gian, nhân viên em móc đồ thôi. Nên là mình cứ check inbox và cọc cho em nha. Cảm ơn các chị. Rồi lên. Thôi ôi má ơi, cái con này em. Con này 45kg đến dưới 52kg size SM. Ngực dưới 90. Mấy chị phải gọi là siêu xinh luôn á. Ngực dưới 90 cái bông nhí này nó rất là xinh. Size SM mấy chị, ngực dưới 90 giúp em. Lấy con này cho em mã số A11. Lấy chừng ngực dưới 90 cho em vi mã A11. Màu em đầm Solinen màu hồng tơ. Trời ơi con này. Con này ở ngoài người ta lên shop, mấy chị cứ để ý mấy chị sẽ biết. Người ta mà mặc lên mannequin á, không bao giờ dưới 150 ngàn. Mà con này là hai lớp, ở phần dưới nó có tùng xòe rất là đẹp luôn. Chất vải linen màu hồng. Từ từ, A11 của chị Trâm Ngọc đó. A11 xinh lắm, A11 yêu lắm, A11 trời, A11 mà đội cái nón nữa là ngon lắm á bà. Rồi con này cũng rất là xinh, con này rất là xinh, rất là trẻ. Con này à, size ML được nha, 50kg đến dưới 57kg. À, ngực nhưng mà ngực dưới 94 thôi giúp em. Eo là thoải mái nè, nhưng mà ngực dưới 94, size L, ML hết cốt nha. Dưới 57kg, lấy siêu phẩm linen cho em mã 293. Siêu phẩm đầm linen 69 ngàn cho em vi mã 293. Em chào chị Thanh Thúy Trương. Em chào chị. 293 em lấy cho chị Trần Yến. À, có mã 41 nhỉ? À 41. Lấy cho chị Trần Phương Thúy. Em chào tất cả các chị, 293 cháu rồi và Kim Chi Trương ơi. Rồi con này mấy chị 50-55kg lót phần trên giúp em vi nha. 50-55kg lót trên giúp em. Đẹp không? Full dây ha. 50-55kg lót trên một em vi giá 69 ngàn. Lấy cho em vi mã số 215. Cái con mà M33 không ai lấy, em thấy nó sao sao á. Con nó mấy chị đi làm sang lắm á mấy chị ơi. 215 của chị Trâm Ngọc. Mấy chị có nhu cầu hay đi làm á. Đó, con này mấy bà đi làm mấy bà phải mua rất là nhiều tiền luôn á. Em nói thiệt với mấy bà luôn á. Con này là chuẩn luôn á mấy chị, chuẩn form Âu Basic. Form Âu Basic size số 9, hàng có thương hiệu luôn. Và màu cực kỳ hiếm và đặc biệt thiết kế của nó là bữa giờ mình mới thấy nè. Thiết kế của nó khoét eo nè. Rất là khó tìm con này nha mấy chị nha. Cái màu nó lần riêng nhìn thấy có đệm vai đủ luôn á. Con đó có đệm vai đủ luôn á mấy chị. Rồi viên tay dài size to. Trời ơi. Con này mấy chị ơi chốt đi, em bán 69 ngàn cho mấy chị chốt nè. Đó, mê chưa? Bông tím nhí. Con này size to mấy chị 55kg nha, đến dưới 65kg. Siêu phẩm này sẽ có giá 69 ngàn hôm nay. Lấy con này cho em vi mã số M8 đi. Mã M8 65kg. Đi chợ được không hả? Vậy bạn con này đi chợ hả? Vô tính hốt chợ ta hay gì? Mặt này vô vô chợ là dân kiểm soát hay đồ đồ đó thầy. Mặt con này á, vô chợ là chỉ có bị chém thôi. Tại dân công sở đâu có biết trả giá. M8 chốt cho chị mỉm cười. Đúng không?
Trời, con này nè mấy chị chốt lại đi. Hôm qua ai ai mà không cọc cho em con này là một sai lầm. Một em dòng linen lụa rất là đẹp, màu vàng caro. Con này mấy chị cứ chốt lại thoải mái, thẳng tay giùm em, không có con thứ hai đâu. Con này hôm qua em có sơ cua mà kiểu như cũng đợi khách á, sợ khách giận á, nên là không có sơ cua luôn, thôi kệ nó đi. Free size mấy chị đẹp lắm. Free size ha, linen lụa caro vàng. Màu vàng đang là màu hot trend năm nay. Mấy chị em nói thiệt, con này mấy chị size SML mặc đều đẹp hết. Lấy cho em vi mã 506. Lấy cho em vi mã 506 SML chị. Tại vì cái eo này nó làm tạo nên dáng. Con này eo chéo đẹp lắm nha. Eo chéo là tạo dáng đẹp lắm nha. 506 của chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Lấy sai lầm khi mà không cọc cho vi 50.000. Cái đầm này bán 69.000 là banh nhà lầu luôn á. Rất là nhiều con đẹp. Rất là nhiều con đẹp. Lên nữa nè. Rồi vô nha, chia sẻ đi. Rồi con này cũng là một nạn nhân không có check in đó. Cũng không có đoái hoài gì tới cọc hết. Và bây giờ xả ra với giá 69k. 50kg đến 55kg con này đẹp mát trời địa luôn, 69.000. Mã B99. MV rất là dở. MV chỉ cảm thấy tiếc cho người không cọc thôi các chị. Mấy chị khách mới không cọc của em mai mốt ra ngoài, hoặc là ra một cái chợ chẳng hạn mua một cái đầm rẻ nhất của 100.000. Đúng không? Không lẽ bây giờ mấy mẹ không mặc đầm? 399 của chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Không mặc đầm thì mua áo. Của 100.000 là bèo chứ làm gì có giá mấy chục. Rồi, hết. Ôi ơi, nữa hả? Bị bơm cái nữa nè. À không, bị xả. Rồi con này đây mấy chị. Size to 55kg đến dưới 75kg. À lộn, 65-70kg. Con này 70kg được nha. Nhưng mà khi mà mấy chị 55-60kg á, mấy chị mặc, mấy chị cột lại giùm em. Đây, siêu sang giá 69.000. Hôm qua hình như bán 100 á. Mẹ giờ xả ra 69k. Nó làm mình lỗ hết ba mấy ngàn. Mã 933. Mã 933 giúp em. Ôi đẹp quá. Đẹp không à. Hôm nay đẹp lắm ha. Hôm nay đẹp lắm. Em bán cho 69.000 hết đi. 933 của chị Phan Nguyễn. 933 rồi, hộp siêu phẩm và mỉm cười ơi. Dạ em lên. Con này mấy chị 50kg đến 55kg giùm em nha. Hơi bị đẹp. Mới tin là mấy chị 69k. Lấy con này cho em vi mã 113. Lấy cho em mã 113. Hai ơi, ồn quá hai ơi. Lên. Con này đi tiệc giùm em, body đi tiệc. 50kg đến 58kg các chị nè, con này đẹp lắm. Nhưng mà các chị có số đo ngực là 90 đến 92 thôi. Eo là thoải mái. Các chị ngực dưới 92 mấy chị mặc ok giùm em. Con này là hàng thiết kế nha. Lấy cho em vi mã số mà hàng thiết kế nó như vậy nè. Mấy chị nó mặc như vậy nè. Con này hàng thiết kế á. Mã số M44 hàng thiết kế. Các chị ngực dưới 92 vừa giúp em hàng thiết kế. Hello Ngọc Linh. Rồi con này mấy chị, một em đầm Âu thêu vàng. Con này nó sẽ thêu rất là đẹp. Nó sẽ thêu cực kỳ sang. Dáng Âu suông giùm em. Dáng Âu suông có bên ngực rất là đẹp nè. Con này mấy chị sẽ dơ lên ngực 90 giùm em thôi. Eo là dưới 74, size SM. Tầm mấy chị 50-53kg á. Nhưng mà ngực dưới 90 là được. Lấy con này cho em vi mã số A13. Lấy cho em vi mã A13. Ngực dưới 90 là được nha. Lấy cho em mã A13. Lên một em maxi mấy chị. Một em maxi ha. Trời ơi con này nó có cái dây cột ngược lên nữa nè. Quá trời đẹp rồi. Con này mới tin luôn á mấy chị, mới tin luôn. Rồi con này ngực dưới 88 giùm em mấy chị. Ngực dưới 88 size SM. Ngực 80-88 thoải mái giùm em. Trời đẹp quá à. 69.000 là có thiệt. Lấy cho em mã số 508. Lấy cho em mã 508 mấy chị. A13 em lấy cho chế Khoa Anh Nguyễn Thị. Quá đẹp luôn, hàng thiết kế nha. Rồi A13 chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Đồ hôm nay nhiều lắm. Đồ hôm nay nhiều lắm. Ê, con này một em thun. Không, vôn thun mấy chị. Một em vôn thun basic. Một em vôn thun cực kỳ basic. Con này 50kg size SM luôn. 45kg đến dưới 52kg thôi mấy chị. Lấy con này cho em vi mã số C19. Lấy cho em mã C19 giùm em. Lấy cho em vi mã C19. Em có con này đẹp nè. Ôi, trời nó dễ thương quá vậy. Size 38. Con này mấy chị 52kg. Con này 52-53kg. Ngực 94 được nè. Trời ơi, con này ngực 94 được nha mấy chị.
Ngực 94, 52, 53kg, size 38 lận. Size 38 nếu mà tương đương với size Việt Nam mình là size L luôn á. Nhưng mà em nói mé mé thôi, 94 thôi. Chứ mấy bà 96, 98 mặc nó lại không có đẹp bằng mấy chị cỡ 90, 94 thôi, mấy chị mặc đẹp lắm. Lấy con này cho em Vi mã số 178. Lấy siêu phẩm cho em Vi mã 178 mới đét luôn á nha. Rồi một em nhẹ nhàng hơn con 178. Con 178 thì nó rực rỡ quá, rất luôn đuôi cá nữa. Con này cực kỳ nhẹ nhàng mấy chị, ở dưới 52kg luôn. Ngực dưới 90 giùm em, nhẹ nhàng chiếc lá mùa thu. Chị nào thích dễ thương nè, mặc con này nè mấy chị rất là đẹp. Nó sẽ ra một cái phong cách khác nữa. Lấy con này cho em mã B18 nha các chị. Mã B18, 178 của chị Thùy Dung Lê, siêu phẩm 69.000, rẻ không? Ôi trời ơi. Con này 50kg đến 55kg thoải mái à ngang. Ôi ngực đẹp lắm mấy chị. Trời ngực giống như là nó tạo cho mấy chị một cái khoảng hở. Con này quan trọng cái eo là dưới 74 nè. Trời ơi má ơi con này sang quá vậy. Ôi sao tự nhiên em thấy con này đẹp vậy. 50-55kg mấy bông vàng nữa chứ. 50-55kg mấy chị ơi. 69k mã 79. Đẹp quá. Đẹp quá đẹp đẹp. Trời nữa nè. Vải dạ tắc ta. Mấy chị nhìn cái đường xương đằng sau cái đầm á, mấy chị mới thấy cái này có giá trị. Trời cái đầm vậy mà 69.000 mấy bà. Size nào vậy? Trời con này đẹp quá, con này em chưa có luôn á. Con này màu xanh battle chuẩn nha mấy chị. Ôi ôi cái đầm nó đẹp trời trời. Giống con chị. Nó đẹp quá luôn, nó đẹp hơn con chị nhiều luôn á. Size số 9, ngực 86. Trời ơi, em mặc size số 11. Đau lòng vậy. 79 của bà Thanh Thí Chương nè. Size số 9 nè, chị Khoa Nguyễn Thị ơi, nó đẹp quá ha. Ngực 86 quay đầu, size số 9. Ôi ôi, chết em rồi. Mã C18. 69.000, đừng có nói ai là 69.000 hết. Mấy chị nói 200, 300 cho em. Tại vì cái này là hàng thiết kế mà. Mấy chị mặc vô là nó giống như Donny cho các chị vậy đó. Đầm nhật là con này á, là thuộc dòng rất là nịnh dáng. Con này đầm nhật cực kỳ nịnh dáng. C18 của Thùy Dung Lê. Đẹp lắm. Nói chung là mấy chị mà chốt 69.000 mà được những con đó thì em Vi cũng mừng. Tết mấy bà nhận hàng chứ mắc công mấy bà nhận hàng xong rồi mấy bà xấu cái mấy bà không mặc được Tết cái mấy bà buồn. Trời ơi là chết em Vi luôn. Cái tâm trạng đó em Vi hiểu mà. Mình em cũng mua hàng em hiểu mà. Nên là cố gắng mà mở cái con đầm ra được chút xíu ha. Rồi. Vi nhìn nhỏ xíu mặc size 11 hả? Ây da. Em nhỏ lắm chị em 60kg. Cao 1m6. Số đo ba dòng là 96 nè. Cái bụng của em chắc giờ 78 rồi đó. Mông của em là 96. Nên là em vô size 11 chứ sao vô size số 9 nổi. Cái đầm này là size số 11 nè. Cái đầm Âu đe trắng này là size số 11 á. Rồi em Vi lên 69.000. Con này mấy chị size SM 45kg đến dưới 51-52kg nha mấy chị. Con này mấy chị nói chung là cái số đo ba dòng nó cũng không có thoải mái là mấy chị size M là thoải mái vào cái tay nè. Nên là em nói mấy chị mà 51-52kg mà bắp tay bự là không có vô. Bắp tay mấy bà cảm thấy bắp tay mấy bà thon mà về size SM thì mấy bà chơi xả láng giùm em. Nhớ nha, nhắc rồi đó. Lấy cho em mã số 97 Vi cùng số đo với mình. Dạ. Không, hồi đó em đẹp lắm mấy chị, giờ đỡ rồi. Mã 97. Hồi đó, hồi mà chưa còn gái á, eo của Vi có 67cm thôi đó. Mặc vô một cái một là bom mặt. Mặc qua đì không á. Mà giờ đỡ. Chị hai nói gì kìa. Giờ đỡ đẹp rồi đúng không? Giờ đỡ chứ đẹp quá, trai nó theo. Giờ một trai thì chịu không nổi. Bà Kim Dây Trương 102 luôn hả? Trời đít bự dữ. Trời con này dễ thương nè mấy chị. Rồi mà em rất là dễ thương. 55-60kg. À nãy em chốt chị Sam Sam, mày không đọc tên chị Sam Sam á. 97 chị Sam Sam. Con này dễ thương mấy chị. Con này dễ thương lắm. 55-60kg mình mặc vừa thoải mái giúp em nha. Lấy con này cho em Vi mã số 519. Hôm qua đi họp lớp. Nói tiếng là họp lớp chứ có hai đứa bạn thân chứ mấy. Rồi em nhìn tụi nó đâu có thay đổi gì đâu mấy chị. Hai đứa à, có em nữa là ba.
Em nhìn tụi nó không có thay đổi vậy hết trơn, còn em nhìn qua em trời ơi trời, tụi nó chơi em không còn gì luôn á chị. Nó nói sao mày tàn dữ vậy. Trời ơi em cũng thấy em tàn không á chị. Bởi vậy ráng ha, mấy chị hôm nay ráng chớ em kiếm tiệm đi làm tóc á chị. 55kg đến 58kg size L. 55kg đến 58kg size L. Lấy con này new tem cho em Vy mã B64. B64 con này phong công sở new tem size L. Con này thì mấy chị ngực thoải mái này ha. Còn eo của nó là eo chun luôn. Nói chung size L nhưng mà số đo ba dòng thoải mái, new tem vải lụa giùm em. Mã B64. Mã B64 giùm em mấy con này. Mấy con này để riêng chị tính nói em là cái hàng mà, cái hàng mà ngắn ngắn cứ để riêng cho chị đó. Cái hàng ngắn thì nó hơi khó bán. Con này đẹp nè, size S. Dưới 50kg giùm em nha. Dưới 50kg giùm em size S. Lấy trắng tần cho em mã số 127 size S. Trắng tần đẹp đó mấy chị ơi, size S giùm em nha. Con này mấy chị sẽ mặc ra dáng form Âu, có nghĩa là mấy chị mặc nó sẽ chít eo chỗ này nè. Rồi con này size M, 45kg đến 52-53kg. Ngực cái này ngực dưới 86 giùm em là đẹp rồi nha mấy chị. Form Âu á, cái màu xanh này nè, chất vôn tơ lụa có lót. Lấy con này cho em Vy mã M26 đi, size M luôn. À, em thấy chị An Lê Xuân Hồng mình bấm nãy giờ thì cho không biết là chị size nào để em lên cho bà. Con này mấy chị, trời ơi đẹp quá, nút đẹp nha, cổ đẹp, nói chung là ok con dê luôn. Size này size đẹp nè, 50kg size 9-11, 50-55kg mấy chị. 50-55kg size 9-11, em đứng gần màn hình mới chết coi con này đẹp quá. Ủa hình như cái livestream của em hơi tối không mấy bà, có tối không? Lấy con này cho em Vy mã số E7, có tối không các chị? B64 em chốt cho chị Lâm Thủy. À chị Lâm Thủy, B64 size L. Chị Lâm Thủy ơi, mình mới mua bên em lần đầu á, mình đồng ý cọc 50.000 thì cho em Vy xin số điện thoại nha. Đợi nãy giờ mới thấy đọc tên. Dạ em ế mà chị, à, em không có đông đâu chị, hôm nay em ế. Chị yên tâm, nay em lai like trái giờ nên hơi ế nha. Ai M7 của bà Kim Chi Chương trước ha. E7 chứ quên. Giờ con này. Ôi con này 50-55kg ok nha mấy chị. 50-55kg ok giúp em. Lấy cho em Vy mã 192. Em cho em chị cái đầm đây nè. Bé Thảo. Đó ừ. Có móc chút xíu không móc em cho em chị nha. Rồi. Mấy con. Trời ơi dễ thương quá vậy. 50-55kg siêu dễ thương. À, chị nào mà bị dài quá hoặc ngắn quá có gì nói em. Con này 1m50 đến 1m55 mặt đẹp nè. 50-55kg rất là dễ thương. Lấy con này cho em Vy mã số 191. Lấy cho em mã 191. Mọi em form. Trời ơi con này đi làm cũng được, đi chơi cũng được. 45kg đến dưới 52kg, size số 9 nhỏ hả mấy chị. 45kg đến dưới 51-52kg ha. Lấy con này cho em Vy mã số 457. Mã số 457. Ờ, một em đầm mà đi chơi tiệc, hàng hiệu của Misu New Tem. Hồi con này phải đẹp lắm đó, nhưng mà size S luôn. Trời ơi bà nào 40kg đến dưới 47kg size S chuẩn. 40kg đến dưới 47kg đầm đi tiệc size S chuẩn. Lấy con này cho em Vy mã số C48. Chị Lâm Thủy ơi mình có đồng ý không ạ? Hồi nãy có cái chị gì đó còn xem mà, hồi nãy em có một chị khách mới còn xem mà. Rồi con này vải lụa. Chị Bảo bên mình còn xem ông chế ơi. Mà em vải vôn lụa giùm em mấy chị. Con này dưới 55kg thoải mái nha. Dưới 55kg chất vôn lụa thoải mái. Lấy con này cho em Vy mã số 15. C48 em lấy cho chị Phạm Thanh size S. Đồng ý cọc 50.000 thì lên cho em số điện thoại địa chỉ nha chị Bảo. Chị Phạm Thanh ơi. Dạ trên canh là đầm bét lâm á chị. Trên canh là đầm bét lâm. Thôi em biết rồi. Em mở cái đai ra nha. Con này là size số 11, 55kg đến 60kg nha. Khi mà mình mặc đúng cái eo của mình lên á, mình có thể nịt cái nịt giùm em hai phân chỗ này nó rất là đẹp nha chị. Hai phân vô nó rất là đẹp. Đầm chân canh là dáng bếp lum, lấy cho em mã số 33. Size L được, 55 60kg được mã 33 giúp em. Chị Phạm Thanh đồng ý cọc 50.000. Đồng ý cọc nha chị Phạm Thanh, nhớ là đồng ý cọc là cọc giúp em chứ đừng có im lặng, đừng có không check inbox nha chị. Rồi bên em lúc nào cũng inbox cho khách. Lúc nào khách vừa lên số điện thoại là bên em đã có phần mềm inbox trực tiếp cho khách tự động rồi.
Nên là các chị thương em, nhớ trả lời inbox cọc cho em nha. Rồi lên đi mấy chế ơi, siêu phẩm nữa nè. Một em size L. Con này trời ơi, 55kg đến dưới 62kg, free size 62kg quay đầu, size LXL giùm em. Size LXL giùm em, số đo 3 dòng gần như thoải mái nha. Có dây đai, lấy siêu phẩm cho em Vi, mã số M2. Đẹp, mã M2 là chất thun lạnh của Nhật. M2 là thun lạnh Nhật mấy chị. Dáng gần như free size. Một em lightning.bi. Con này hơi ngắn à, nhưng mà xinh à. Con này dành cho khách 1m50 đến 1m55 quay đầu. Mấy chị size 45kg đến 52kg, mấy chị size M mà M nhỏ thôi. Số đo nó không có thoải mái, nó không có quan trọng, nó quan trọng cái tay nhỏ. Nên là mấy chị cỡ 51-52kg quay đầu mà dưới 1m55 nữa là hợp lý lắm luôn á con này. Lấy cho em Vi mã số 9, chất vải linen. M2 lấy cho chị Thùy Dung Lê. M2 siêu phẩm Thùy Dung Lê size to ha, size XL ha. M2 Thùy Dung Lê chốt và chế. Từ từ. Con này 50kg đến dưới 55kg. Dưới 55kg thôi cũng là thun lạnh, rất là đẹp. Nhưng mà cái bắp tay nó nhỏ. Mấy chị dưới 55kg là ok, con dê luôn, hàng rất là sang nha. 50-55kg cực kỳ sang. Lấy con này cho em mã số E8. Lấy cho em Vi mã E8, 50-55kg mấy chị. Rồi, size to. Còn một em, trời ơi, con này form bếp lum. Không phải bơm bếp nữa, form Âu mấy chứ. Con này Âu có nghĩa là ở ngoài á, là nó may bên chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này. Tại vì nó là size to nên mấy chị nhìn không thấy có eo á, mấy chị phải mặc vào nó mới đẹp. Đó, được chưa? Con này thì 60kg đến dưới 70kg nha, size XL nha. 60kg đến dưới 70kg đơ, tương đương với hàng Nhật là size số 13, 15 á. Lấy con này siêu phẩm cho em mã số B43. Được, con kho ha. Con M2 là cột mà. Con M2 là cột được hả? E8 lấy cho bà Thanh Thúy Trương. Chất thun Nhật á, chất thun Nhật là không có bỏ qua nha, chất thun Nhật sướng lắm á. Chất thun Nhật là em lên con nào là hết con đó. B43 của chị Hương Ngân Trần. Cam kết chị mặc con này Tết hợp lý luôn. Vừa túi tiền luôn. Mặc con này diện Tết là nhớ tới em Vi có bao nhiêu đó thôi. Em Vi mua bán với mấy chị nguyên một năm trời hoặc là mấy năm trời, nó chỉ tự hào có được bao nhiêu đó thôi. Sáng sớm ra nhận feedback. Chị Vi ơi, cái đầm 69.000 của chị em mang đi khắp Đà Lạt nè. Nghe mát trong lòng mát dạo. Nghe mát không? Gặp cái ủa cái đó chị bận á, chị Hương Ân Trần có nó 70kg, 75kg chị bận cũng được á. Nghe mát lòng mát dạ không? Gặp cái hũ khô gà tôi tặng nữa. Nó ngồi ở ngoài Đà Lạt á mà nó bỏ miếng khô gà ra chén, xong nó chụp hình nó sống mạo. Trời ơi, nó đúng feedback, đúng có tâm luôn. Đó là Vi chỉ cần bao nhiêu đó là được rồi mấy chị, đủ xài. Nói á, ai mà kêu tự hào doanh thu mấy tỷ đâu ha. Chuyển khoản mấy tỷ ra đưa lên, Vi không bao giờ đưa lên. Chưa bao giờ Vi đưa lên, mấy chị để ý đi, 5 năm em bán hàng chưa bao giờ em đưa cái doanh thu của em. Hoặc là em tự hào bán mấy trăm triệu, tỷ năm, không thề. Nhưng mà lúc nào em cũng rất là tự hào vì em có lượng khách cực kỳ xịn. Ok, cái đó là cái em tự hào á. Khách của em, mối quan hệ của em là cái em tự hào. Nhắc tới em là được. Mời không? Mấy chị lai đi chị cái mắt xem. Hôm nay lai hơi chậm ha. Chủ nhật thấy feel the beat quá. Chị 85kg luôn hả? Nhưng mà không chừng nó dành nha. À, không chừng là mình gì cho chị á, con này mấy chị. Con này đẹp lắm nha, nhưng mà nó bị dơ chút xíu, mấy chế dày giặt giùm em. Con này nè mấy chị, dơ xíu mấy chị dày giặt giùm em. Con này nha, con này là đẹp quá nè mấy chị, thấy không à? Đã không? Xếp ly ở dưới nè. À, con này em tính mấy chế 100.000 thôi. Hai ơi ồn quá, hai đang bán hai. Giống ai coi livestream đi, ồn lắm, ở ngoài nó ồn lắm. Ở ngoài nó ồn lắm. Em biết rồi, vậy mình coi livestream đi. Chứ tức là cái like của nó là nghe tiếng kem không luôn á, hay hiểu không? Ừ. Con này 100k nha mấy chị nha. Lấy cho em mã 295. Hôm nay em còn một ít siêu phẩm á. Mà em bán 200 mấy 300, hôm nay em bán 100.000 cho mấy chị luôn. Mã số 295. Bán 100.000 cho đỡ mất giá nha mấy mẹ. Bán 100.000
ngàn cho còn thấy tôi có giá một chút. Rồi lên đi mấy chị. Con này hơi bị xinh, dưới 50kg mặc đẹp giùm em nha. 69 ngàn con này thôi. Lấy cho em Vi mã số 168. Con này là chất vôn, chất vôn tơ nhưng mà hai lớp, vôn tơ lụa hai lớp, rất rất là đẹp luôn mấy chị. Lấy cho em mã 168. Trời ơi, con này mấy chị sao vậy? 295L77 được chị. 295 100k. Vì chốt nhớ cọc em nha, em mới bán nha. 295 là em bán 100 ngàn là cọc em mới bán đó. Không cọc em không bán đâu. Cọc hoặc chuyển khoản cho em cho nó đỡ phí em. Nó mất cái nút ở trên về tự thay luôn. Rồi 100 ngàn thôi mã 295. Mã 295 là size số 11, L77 thoải mái mà em. Rồi mà em form suông mấy chị. Trời ơi, con này 50-55kg vừa 69k. 50-55kg vừa 69k. Lấy cho em Vi mã B82. B82 168 quả dễ thương của chị Sam Sam. Lên siêu phẩm. Một em dạ mấy chị, một em dạ hồng 55kg đến dưới 60kg. Một ông dạ hồng cao cấp, chất dạ mịn hàng 2 lớp, đỉnh luôn nha. 69.000 mã E21, dạ hồng mã E21. 295 siêu phẩm của chị Tiên 100k. Con này má ơi, tôi nói thiệt chứ má mua ở ngoài 300 mấy đó. Mua ở ngoài mà form Âu như vậy là 380. B82 của chị Thanh Thúy Trương, E21 của chị Thùy Dung Lê. Con đó 100.000, 295 của chị Tiên Nguyễn 100k. Nói chung là không ơn thì cứ nói em nha. Chứ cái con nó ở ngoài ít nhất là chị gì? Mã gì em? 295 chị chưa bấm hả? 100k ha. 295 100k xác nhận tôi nha bà. Rồi con này mấy chị 100k luôn. Con này chất lây nền lụa siêu phẩm. Một con hàng. Con này là size của nó là size của nó là size số 11, 13. Hơi size to mà. 55kg đến 65kg, con này 100k. 55kg đến 65kg 100k báo rồi em. Lấy, đồng bà tập trung nghe chị nói. Lấy cho em mã 939. Lấy cho em Vi mã 939. 939 lên sang kẻ siêu phẩm với gì ha? 939 100k ha. Sang kẻ siêu phẩm với gì ha? Em gửi hình feedback cho chị được không? He, trợ cưng vậy. Ok, feedback cho chế đi. Ok, cái nào ok. Rồi con này mấy chị 69.000. Con này 55kg đến dưới 58kg nha. 69k. Lấy con này cho em mã 480. Lấy cho em Vi mã 480. Rồi siêu phẩm. Con này 100.000 size số 9 giùm em. Chất lụa cao cấp, một em Vin kèm đai. Một em Vin kèm đai nha mấy chị nha. Size số 9 giùm em nha, cái đai của nó như vậy. Size số 9 mấy chị dưới 52-53kg mặt đẹp. Dưới 52-53kg mặt đẹp, size số 9. 100.000 lấy con này cho em Vi mã số E20. Mã E20. Cái nút đó nó đẹp quá, sao em tặng ta. Coi giùm chị cái con Âu chấm bi trắng lụa đó. Cái nút đó kiếm chị một cái nút thay thế cái coi được không? Nó rớt cái nút ngay đầu á. Một con Vin tím New Tem size 13-15. Size 13-15 nha. Con này 13-15 dưới 70kg mặt đẹp, 100k thôi. Lấy siêu phẩm cho em mã số 75. 100k mã 75. Lên tiếp ha. Rồi free size con này 69.000 thôi nè. Một em siêu phẩm free size giùm em. Bao nhiêu ký cũng vừa hết, 55kg đến 65kg mình mặc thoải mái giùm em nha. Con này rất là sang. Lấy cho em Vi mã số 36. Con này nút trắng bình thường. Nút trắng thường mà mình có không? Này trong cái bộ tài sản của chị. Mấy cái hàng nó dưới đây nó ẩn, có một cái nút đây nó ra ngoài thôi nên là nút nào cũng được. À. Rồi bà Tiên ơi, cái đó dễ xử lắm bà ơi. Hàng nút ẩn chỉ có một cái nút ở trên nó ra ngoài thôi nên bà thay thế một cái hàng nút ẩn cũng được, hoặc là em lựa giùm chị một cái luôn đi, cùng size với cái khuy đó đi. Rồi con này nè, siêu phẩm lấy cho em mã 36 free size ha, 36 free size. 36 free size có túi luôn, không mặc hơi bị sang.
36 mà có túi mặt hình xăng. 36 của cô Trương Thị Liên. E20. E20 siêu phẩm 100k của bà Tiên Nguyễn. Là chốt vậy tôi thích nè. Siêu phẩm nha. E20 siêu phẩm kèm đai Vin. Chỉ 100.000. Là mấy cái con đó là em đang bán là giá á, em chào giá là 200, 270 không á. Rồi giá thị trường có thể là 300, 300 mấy, nhưng mà bây giờ em gần Tết em xả hết cho mấy chị giá 100.000 đó. Dài lên siêu phẩm này, con này thì nó về 69.000 thôi, nó không có vô được siêu phẩm của em. Con này nó về 69.000 là nó đẹp như vậy đó. 60kg quay đầu, con này hơi dài, mấy chị phải chỉnh lại nha. Con này hơi dài nha mấy chị, em nói cái khuyết điểm của nó là chỉ có hơi dài thôi. 69.000 mã 61, từ 55kg đến 60kg mình co giãn mặt được. Co giãn mặt được luôn, mã 61. Giá 69.000 hơi dài. Lên siêu phẩm. New Tem, con này 55kg đến dưới 58kg, giá 69.000. Lấy con này cho em mã 501. 501 69k, siêu phẩm bên em mới báo giá sau ạ. Rồi lên mấy chị, trời ơi má ơi chết em rồi, nó đẹp dữ vậy trời. Thôi mấy chị, một em đi tiệc dây rất là xinh luôn. Con này 55kg đến 60kg, ngực 98 được nha. Ngực dưới 98 ngon cơm luôn á, eo thoải mái luôn. Con này nói chung là con này nó thiết kế size L là vô. Size L vô nha, 55-60kg size L mã số 0. 55-60kg size L mã số 0, đồng giá 69.000. Ngoài em đầm thun nhật, đơn giản, tinh tế. Con này rất là đơn giản mấy chị, 50-55kg mình mặc thoải mái, đơn giản. Mình mặc phối với giày bata trắng là ok. Lấy con này cho em mã 159. Số 0 em lấy cho chị Thùy Dung Lê. Trời lên, trời ơi xinh quá này. Một em size S mấy chị, 45kg đến dưới 50kg mặc đẹp, 69.000. 69k đầm nhật. Lấy cho em Vi mở bơi 48. 69.000 đầm nhật mở bơi 48. Con này mấy chị, trời ơi yêu quá. 45kg đến dưới 51kg, ngực dưới 90 giùm em. 50-51kg thoải mái, nhưng mà ngực dưới 90 giùm em nha. Lấy siêu phẩm cho em Vi mã số 408, 69.000 đồng giá mã 408. Số 1 em lấy cho chị Thanh Trúc. Chị Thanh Trúc Đào, chị kêu chị về quê rồi mà. Hôm bữa em giao lại mấy cái thun Mỹ, chị kêu chị về quê rồi mà. Số 0 size L ok. Số 0 ngực 98% luôn á. Cái số cái dây đó đó đúng không? Ngực bự lắm. Ngực nói chung là em Vi kéo lên tới bên hông qua bên em mà ngực Vi 96 như này. Ngực với eo con đó rất là đẹp, size L. Con này mấy chị size L luôn nè. Con này 55 60 kg là ok. Từ coi kiếm coi số 1 là số gì. Số 1 hình như không có đó chị Thanh Trúc Đào ơi. Chị Thanh Trúc Đào chốt đơn đợt này là chuyển khoản cho em nha chị. Chị chuyển khoản được cho em mình chốt đơn ha. Lấy con này cho em Vi mã số 2 nè. Số này không phải số 1 mà là số 2. Hàng công sở vải dạ nha. Ở dưới vôn hết nha mấy chị, rút dây hai bên. Vôn hết rút dây hai bên mà em nè, mình mặc vô xong mình rút dây theo cái eo. Lấy con này cho em mã số 2, số 2 của chị Hương Ngân Trần. Giao con gái chị nhận nha em. Thì sao hôm bữa thu Mỹ không có giao con gái chị nhận. Buồn quá. À. Em thấy không chịu rồi đó, số 1 không có quỷ đơn số 1. Em xả hết rồi. Em xả một đống nè. Biết đường đâu mà giao. Buồn ơi là buồn. Buồn như con trùng trùng. Ai con này đi mấy chị. Siêu phẩm 69.000 hàng cao cấp. Con này 60kg đến 65kg mặt đẹp. 60kg đến 65kg mặt đẹp. Lấy cho em Vi mã 75. Dạ chị thôi chị chốt đi chứ biết làm sao. 69k. Rồi lên đi mấy chị. Một em đầm đẹp gì trời. Con này 50-55kg ngực 94 luôn được nha. Con này mấy chị size ML mà ngực 94 giùm em cũng ok lắm á. Ngon cơm lắm á. Trời đẹp quá vậy. 69.000. Lấy cho em mã 508 đi. 77 cần có không em.
chưa hiểu muốn nói gì. Em có mã 75 chứ không có mã 77. Sao vậy trời ơi? Lên siêu phẩm. Trời ơi, con này free size nha mấy chị. Nhìn cái dây cột đằng sau là tôi chịu rồi nè. Free size dưới 65kg. Mấy chị 55kg mặc cũng đẹp lắm, mặc ra dáng. Còn không thì mấy chị 65kg mình mặc mình cột thân nơi ra giùm em. Siêu phẩm 69k. Con này mấy chị em ướm cho mấy chế coi, hơi bị sang. Nó sẽ xòe và chất vải của nó cực kỳ đẹp mấy chị. Lấy siêu phẩm cho em mã số 4 giá 69.000, không đâu rẻ bằng em cái đầm nhật này đâu mấy bà. Mã số 4 M75 của chị Ngô Tuyết Vi. Dạ, khách mới bên em cọc 50.000, trước khi đi đơn chị đồng ý thì lên cho em số điện thoại nha chị Ngô Tuyết Vi. Nãy giờ em thấy mấy người khách mới đồng ý, cho số điện thoại hết rồi đó. Mà cháu có một cái một là thấy phiêu lắm á. Thấy là thấy không có tương lai sáng loạn rồi đó. Hôm qua mới xả ra cả chục con của khách mới, không chịu check inbox đó. Rồi lên siêu phẩm, con này chất lụa form Âu chuẩn 50kg đến 55kg size 9-11. Con này form Âu nhưng mà mấy chị size M hơi là an toàn. Mấy bà size L cũng khó lắm, mấy bà size M an toàn. 100.000 siêu phẩm Âu lụa cao cấp. 100.000 siêu phẩm Âu lụa cao cấp. Lấy con này cho em Vi mã 84 100k. Âu lụa nha mấy chị. Âu lụa bếp lum xếp ly ở dưới. Lên đi mấy chế. 84 100.000 của chị Phan Nguyễn. 84 là form dòng Âu lụa. Chết cha chị. À size M thôi nha chị Phan ơi. Phan Nguyễn ơi, size M thôi nha. Dạ ok chị Thanh chốt đào. Mình chốt thì mình chuyển tiền cho em là an toàn nhất đó chị. Size M thôi nha chứ ấy. Nhớ không em, con này size M là đẹp. Chất lụa cao cấp. Con này ngoài ít nhất 380. Số điện thoại của chị Ngô Tuyết Vi hình như nó bị sai sai. Nó dư một số rồi chị, đúng không? Bên phần mềm bên em không nhận diện ra chị Ngô Tuyết Vi trên số điện thoại. Mình cho em lại số điện thoại nha chị. Rồi con này 55kg đến dưới 60kg mấy chị, đầm nhật giá 69.000 con này. Lấy cho em Vi mã 139 dư một số rồi. Mã 139. Siêu phẩm 100k nè. Một em bếp lum xếp ly 55kg đến 60kg. Con này ngoài ít nhất 400.000. Em Vi bán 100.000 cuối năm. Lấy cho em Vi mã số 287. Size số 9 10, size lộn size số 11, 13. Mã 287 size 11 13. 139 nè, giá 69k cho mỉm cười cho qua. Lên. Con này đầm body thiết kế mấy chị. Đầm body thiết kế nha. Con này 50kg đến 55kg mặt đẹp, 50kg đến 55kg mặt đẹp chỉ có 69.000 thôi. Đầm body sang chảnh lấy cho em mã 520. Đầm body sang chảnh lấy cho em Vi mã 520. Một con linen Âu cao cấp, con này 100.000 nha. Giá thị trường của nó sẽ dao động từ 280 đến 300. Con này thì 60kg free size đến dưới 70kg mấy chị mặc đã luôn. Con này mấy chị 70kg mặc đẹp luôn. Lấy con này 75kg thì cao trên 1m6 giùm em. Lấy con này cho em Vi mã số B31 100k. B31 100k. 520 body cao cấp 69.000 của chị Thanh Thúy Trương. Của chị Thanh Thúy Trương body cao cấp. Lên. Siêu phẩm con này nha. Con này là siêu phẩm. Má ơi tôi không vừa. Con này size số 9 mấy chị, 100.000. Con này form Âu xòe cao cấp theo chất Volter mấy chị, chất Volter nha. Con này mấy chị mặc vô em nói thiệt chứ mấy chị làm bất kỳ cái chương trình nào cũng được, đi bất kỳ cái buổi họp buổi hẹn nào cũng hợp hết. Rất là basic và rất là xinh. Nó basic nhưng nó không già. Nó không già là vì cái tay của nó nè. Cái tay của nó là Volter, nó hơi hở hở à. Còn cái form Âu của nó là Âu xòe, nên là mấy chị mặc nó xinh nhưng nó không đứng. Không đứng nha. Size số 9 dưới 52kg giùm em 100k. Lấy cho em Vi mã số 522. Eo 80 mong 100 ok chị. Eo 80 mong 100. Eo 80 mong 100. Con Âu nãy không đẹp.
con size 100, con 100.000 hồi nãy size M không đẹp, eo 80 mà sao lại lấy đầm size M chị? Trời, cái số đo của bà ngực 96, eo 80, mông 100 á, bà bự hơn tôi luôn á. Bà lấy size M. Bà giỡn tôi hả? Bà lấy size M cho thì được, chứ bà lấy size M sao bà bận? Bà đưa qua tôi hả? Tôi bán hàng có 69.000, đừng ghẹo tôi nha, đừng chọc tôi khóc nha. Tôi khóc liền á. Số đo đó cho con bà thì được. Sorry chị, cái tính của em nó hơi chưa gì, chưa gì là nó bóp chát rồi đó. Bởi vì bà đừng ghẹo tôi bóp chát dữ lắm á. Rồi. Cái tính của em là mấy chị mà mặt không vừa á, mấy chị chốt là em phải hỏi lại liền. Chứ mắc công mấy bà bỏ tiền về, mấy bà mặt không vừa nhìn cái đầm mệt lắm. Form Âu cổ điển 55kg đến dưới 60kg free size số đo. Con này mấy chị thấy sang quá ha. Ôi con này đẹp quá mấy chị. Trời, có cái này nữa nè. Má ơi, 69.000 free size dưới 60kg, mặt hơi bị sang. Lấy siêu phẩm cho em mã M7. Lấy siêu phẩm cho em vi mã M7. Con này size SM nha, 45kg đến dưới 53kg mặt đẹp. 45kg đến dưới 53kg mặt đẹp, chỉ có 69.000 thôi các chị. Lấy cho em vi mã số 403. Lấy cho em vi mã 403. Siêu phẩm size to. Con này size L nha. Con này size LXL. 55kg đến 65kg mặt đẹp. Đồng dạp với con này siêu phẩm 100.000 nha. Chất vải siêu lụa. 100k mấy chị. 55kg free size đến 65kg, số đo 3 dòng bao dừa luôn nè mấy mẹ. Mã 901 100k. Mã 901 100k. Mặt già không vi hả? Ủa con nó đâu có già đâu chị, con nó dễ thương mà. Không, con nó không có già. Con nó không có già nha, con nó em còn mê nữa mà. Mà em không vừa, con nó em không vừa. 901 nè. 100.000 siêu phẩm của Mỉm Cười nè em. Đó, hôm nay chị bung siêu phẩm tranh thủ cái chốt. Con nó em mặc mannequin em bán bao nhiêu cũng được cho sang lắm. Ấy, cái điện thoại của mình nó hết pin ha. Ôi mẹ ơi, nó đẹp. Rồi nha con này mấy chị. 69.000 rẻ ha. 55kg nè, free size. Con này 55kg free size đi. Free size 55-58kg. Mấy chị 60kg mà cao là ok. Nói chung mấy bà size ML là ok. Tại vì ở dưới này nó có thun nữa. Lấy con này cho em vi mã số 38. 69.000 mã 38. 69k mã 38. Lấy một chị cái dây. Chị xem lại váy xanh size S. Có người lấy rồi chứ. Có người lấy rồi. Vậy ở trên sào em không còn con nào màu xanh size S. Siêu phẩm. Hôm nay siêu phẩm hơi bị nhiều. Mà sao cái này nó gì? Để em chút cái chị. Con này mấy chị, con này size S nè, mà hơi dài. 50 con này lộn lại cho chị coi. Con nói là để em chỉnh lại nha mấy chị. Đồ đẹp lắm mấy chứ, siêu phẩm nè. Trời má ơi. 69.000 như hàng thiết kế. 55 60kg giùm em hàng thiết kế. 69k 55 60kg. Bán 69.000 rẻ quá mà về bỏ 30.000 cắt like lên đi mấy mắt. Lấy cho em vi mã số M82. Mã M82. Bỏ 30.000 chịu khó cắt like lên đây. Ơi. Ok em. Đầm chi mà dài dữ vậy. Rồi siêu phẩm size S. Con này nha, dưới 50kg, ngực dưới 84 là vừa. Con này ngực 84 bao với chị, chấp hết tất cả các bữa tiệc luôn. 69k, chấp hết các bữa tiệc luôn nha. Lấy cho em vi mã số 302. Ngực 84 là vô nha mấy mẹ. Về cắt đi. Mấy con này mấy chị về cắt đi. Mấy chị vải đẹp lắm mấy chị. M82 của bà Thu Hương Huyền. Đẹp ha. Em đưa cái gì ra mà. Ôi ôi, trời ơi nó đã. Cái xào của chị chật rồi. Chị Vy ơi. Hả?
Ừ, để kêu ba cắt lên like. Nó chị Thu Hương Huyền ơi, nó có lỗi xíu, nó dơ xíu cuối like á. Có gì chị coi chị xử lý không được hả? Chị cắt lên em nha, có gì không được báo em nha. Nó có bị dơ chút xíu dưới like nha. Rồi lên đi mấy chị. Free size hơi mỏng, mặc lót hoặc không mặc lót. Con này mấy bà phải fit phối đồ nghe, mấy bà mới lấy nghe. 50 55 kg phối đồ giùm em nha. Mã số 672. 50 55 kg phối vô giùm em mới được nha mấy chị. Mã 672. Hồi hồi dễ thương quá vậy. Trời ơi mấy con này ra đường là tiền không. Làm may giùm em một cái nút bấm ở đây nữa. Trời ơi cái form của nó em chịu rồi. Mấy chị ơi dễ thương quá mấy chị ơi. Trời con này size nhỏ thôi, dưới 50 kg giùm em. 69.000 size nhỏ dưới 50 kg giùm em dạ. Lấy con này cho em Vi mã 530, size nhỏ dưới 50 kg giùm em. Con này rất là xinh luôn á mấy chị, khó tìm lắm. Mã số 530 size S. Mã 530 size S. Một con đầm body cột dây phía sau giùm em như vậy nè. Trời đẹp quá. Nó cột dây phía sau mà em như vậy nha mấy chế nha. Đó. Đầm body này 50 kg được nè. Ngực 90, eo dưới 70, 72 là được nha. Không có quá ngắn cũng không có quá dài nha mấy bồ. Lấy siêu phẩm body thiết kế cho em mã số C87. Đồng giá 69k. Ngoài em form này mấy chị sang chưa? 50 55 kg mặc đẹp giúp em. 50 55 kg là đẹp. 69.000 lấy cho em Vi mã 955. Lấy cho em Vi mã 955. Một em ren toàn tập form body sang chảnh có lót bên trong giùm em nè. Con này 45 kg đến dưới 52 kg mặc đẹp. Lấy con này cho em Vi mã số M25. 955 em chốt cho chế gà rán cô thi. Quá trời sang luôn rồi mẹ ơi. 955 em có một con này size ML nữa nè bà. Mặc mỗi ngày đều được luôn. Size ML nha mấy chị, thoải mái lắm, dưới 58 kg là ngon cơm. Lấy cho em Vi mã 280. Lấy cho em mã 280. Siêu phẩm body sang chảnh nè. À quên, siêu phẩm đi tiệc. Nói chung là mình đẹp vừa vừa chứ mình cũng đừng đẹp hơn cô dâu quá ha. Con này nó đẹp phải gọi là chịu không nổi luôn á. Đó. Phía sau của nó này hàng thiết kế cao cấp, phía sau của nó rất là đẹp. Con này nè body giùm em 50 55 kg. Ngực dưới 94 96 là vô. Ngực em á, ngực em á nha. Lấy cho em Vi mã số M44 69k. M44 69k. Em lên. Siêu phẩm tiếp mà. Con này màu màu ngoài của nó nè, cái tay của nó là màu trắng. Cái thân của nó là màu xám cho, cực sang. 55 kg đến 58 kg. Trời con này em nói thiệt với mấy chị là nó rất là xinh luôn. 69.000 mã 904. Nó cực kỳ xinh luôn. M44 của chị gà rán cô Thi. Nó cực kỳ xinh con này nha, mã 904 đây đây cái này nữa. Cái này 40.000 nè bà gà rán cô Thi. Tôi nói bà nghe con này 60 kg quay đầu thoải mái, nó bị chút xíu chỗ này nè bà. Đó, nhưng mà con này lại 60 kg quay đầu thoải mái luôn. Hơi bị đẹp. 40.000 lấy cho em mã xanh 40k. Nói chung là con này mua được á. 60.000 nó bị kiểu gì ở đây ai thấy. Đẹp kinh hồn bạc vía luôn. 904 của chị Thu Hương Huyền. 904 quá đẹp của chị Thu Hương Huyền. Đấy con này mà 40.000 nè. Xanh 40k của chị gà rán cô Thi đó. Là con nói lỗi xíu á. Con tính còn 40 á. Lên đi mấy chị, hàng thiết kế. Con này mấy chị mặc đứng dáng lắm, mấy chị mặc như vậy luôn nè. Con này năm dưới 55 kg thôi. Mặc dù là số đo nó sẽ rất là thoải mái nha. Mặc dù cái số đo của nó là free size, nhưng mà cái vai của nó thì mấy chị 55 kg quay đầu, mấy chị mặc dáng xuông hạ xuống giùm em là nó sang. Gần như là hàng thiết kế giờ mấy chị. Lấy cho em Vi mã 937. Gần như là hàng thiết kế nha. Mã 937. Rồi em Vi lên đi mấy chị. Ngoài em siêu phẩm giá 100k. Con này mấy chị 55 kg đến 60 kg. Con này em chỉ tính mấy chị 100.000 thôi. Nhưng mà mấy chị nếu mà giá thị trường nó bây giờ nó đang là vô giá đó, tại vì nó đang nhúng. Nó đang vô giá con này nha. Lấy cho em Vi mã 322 100.000. Gần như là vô giá trên thị trường, chưa định giá con này. 937 của chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Nói thiệt chứ 937 con nào ta. Không, nãy giờ chị để cái 937 chỗ khác.
322 của bà Hằng Quỳnh 100.000. 322 của bà Hằng Quỳnh 100k. Chỉnh 322 100k hay ơi. Hôm nay mấy cái siêu phẩm tôi chào giá 100.000, giống như con này ngoài là 400, 450, gấm lụa cao cấp. À, size số 9, 52 kg quay đầu, MV sẽ chào cho mấy chị giá 100.000. Lấy cho em mã số 16, 100k mã 16. Là con đó là gấm lụa xếp ly cao cấp, bếp lum nữa. Con đó ở ngoài ít nhất là 500 á, nhiều người ta bán 500. Vì bán 100.000, hết bán rồi mấy chị. Em bán có lợi mà. Là 322 đã chốt hết. Con này 69k nè. Xếp ly đẹp, mê hồn, nhưng mà 50-55kg thôi. 50-55kg, 69.000 con này siêu phẩm. Lấy cho em Vi mã số 188 16-100k của chị Hoàng Hậu. Khách mới cặp 50.000 trước khi đi đơn. Đồng ý cặp thì lên cho em số điện thoại. Nhớ giùm em được chưa? 16-100.000 188 của chị Trâm Ngọc. Từ từ khoan ra mấy cái đó em ơi. Quên nữa cho em để đây đi, khách vô. Mấy cái đó đẹp á, em để tạm. Để tạm ở dưới đó cũng được. Rồi con này mấy chị vôn mỏng mình mặc lót giùm em, con này 40k, 50-55kg quay đầu. Vôn mỏng làm ơn mặc lót giùm em, lấy cho em Vi mã M46. Rồi chị Hoàng Hậu đồng ý cọc 50.000. Mã M46 nha, 40k mã M46. Em có mấy siêu phẩm này nhiều lắm. Em lên một con linen free size. Con này free size bao nhiêu ký cũng vừa. Từ 55kg đổ lên nha mấy chị. Từ 55kg đổ lên đến bao nhiêu ký cũng vừa. Con này 100.000 rất là rẻ. Lấy cho em mã đỏ 100. Lấy cho em Vi mã đỏ 100 giúp em nha. Dạ được rồi. Lấy cho em Vi mã đỏ 100. Mã đỏ 100. Trời ơi, 69.000 con này mấy chị, 50kg đến dưới 55kg ok. Lấy cho em Vi mã số 326. Hồi nãy giờ mấy người khách mới mà đồng ý cọc 50.000 có check inbox chưa hai? Lên 50kg form công sở mấy chị, 50kg cho đến dưới 55kg, ở dưới là dạ treat giùm em. 69.000 con này. Lấy cho em Vi mã số C76. Mã C76, chị nào thích dây đi tiệc em có nè. Mấy con này đẹp lắm. 50-55kg ngực dưới 92 dây tiệc. 50-55kg ngực dưới 92 dây tiệc. Con này em nghĩ là mấy chị mặc xinh lắm á. Mấy chị ơi, nó viền chỗ này giống như sợi chuyền nhỏ, mặc cực kỳ xinh luôn. Nó xếp ly từ trên xuống dưới, nó sẽ tạo cảm giác ốm đẹp. Lấy con này cho em Vi mã số 456. Mã 456 hay phải chạy xả rác nó, cái máy đó thường xuyên thì nó mới mạnh được. Con này form Âu nha mấy chị. Form Âu giùm em, mấy chị sẽ mặc như vậy nè. Con này 50-55kg form Âu, nó sẽ bo cái chỗ eo chỗ này như vậy khi mặc. 50-55kg form Âu siêu đẹp. Mấy chị nhìn cái bên đằng sau lưng mấy chị sẽ thấy. 69.000, lấy con này cho em Vi mã C58. 69k mã C58. Một em siêu phẩm dán suông mấy chị. 55kg đến dưới 60kg, siêu phẩm dán suông. 69.000 con này, lấy cho em Vi mã số C35. 69.000 đầm nhật nha mấy chị. Mã C35 con này. C58 của chị Gà Rán Cô Thi. Em có hai dây da beo nè chị. Hai dây da beo 55-60kg vừa. 69.000 thoải mái nha. Lấy cho em Vi mã số 413. Dạ hội có chị, nhưng mà chị theo dõi like nha. Chị thì tiên biết hàng của em rồi đó, chị theo dõi like mới được nha. C35 của chị Gà Rán Cô Thi. 413 của chị luôn nè chị. 413 siêu phẩm. Theo dõi like giùm em. Dạ hội em còn nhiều lắm. Dạ hội 69.000. Tại dạ hội em bán ít nên bán 69.000. Mấy cái kiểu viên cao cấp thì em mới bán 100.000. Con này mấy chị 50kg quay đầu. Trời ơi nó xinh quá à. Nhưng mà 50kg quay đầu thôi nha. Mấy chị mua cho bé cũng được nữa nè, mới tin nè. Mã số 312, 50kg quay đầu, mã 312. Em có một em form công sở, hàng hiệu nha, con này hàng hiệu, hàng của Úc. Size số 10 là mấy chị cỡ 50-55kg quay đầu. Con này hàng của Úc, size số 10, con này mấy chị đi làm cũng đẹp nữa. Đó, tầm 55kg quay đầu, đi làm vải rất là dày dặn và đã luôn. Lấy cho em Vi mã 240.
lấy cho em vi mã 240, siêu phẩm mã 240. Một em vin chấm bi nâu size số 9, 53 cái quay đầu. Con này 100k nha mấy chị. Siêu phẩm nha mấy chị, size số 9 ha, 52 53 kg quay đầu. 100.000 lấy cho em mã bi 100. Lấy cho em vi mã bi 100. Size to đây. Size to mấy chị. Con này free size dưới 65 kg mặt đẹp nha, chỉ có 69.000 thôi. Free size dưới 65 kg mặt đẹp, chỉ có 69.000 và nó có túi luôn. Con này mấy chị muốn mặc dáng nào cũng đẹp hết. Lấy con này cho em vi mã số E47. B100 của Minh Châu, siêu phẩm, đã có khách chốt. Minh Châu ơi, mới vô sao nãy chị qua bếp lâm cao cấp không á em? Bi chết mẹ không vừa, size size số 9. E47 của chị Nguyễn Xoa. Đồng ý cọc cho em 50.000 không chị Nguyễn Xoa ơi? Sơ cô E47 cho Minh Châu. Mười sáu, 56 ký không mặc được, thôi hủy 16 liền, hủy liền. Chị nói cái 16 của chị Hoàng Hậu hủy liền cho chị. Cái màu đen bếp lâm Âu cao cấp lụa xếp ly á, ly nhuyễn á, đúng rồi. Con này 56 ký không vô, gãy liền. 56 ký size L gãy liền. Con này em thả ra nha, em xả ra nha. Không chốt 413 hả? 413 có chốt cho chị gà rán cô thi ra phiếu chưa em? Con này size nhỏ. Em nãy em nói ra phiếu rồi. Chị Nguyễn Xoa đồng ý chuyển khoản dạ. Nhưng mà bên em vẫn sơ cua vì mình chưa cọc nha chị. Có sơ cua Minh Châu chưa? Dạ. Con này 56kg chật, em xả ra liền. 52kg quay đầu thôi, size M. Không cần đo chị, con này size số 9 không cần đo. 56kg trừ khi chị cao 1m7 chị vô. Con này size số 9 chị, hàng cao cấp của em không có vô được đâu chị. Con này 56kg, chị mặc size M là được. Chị mặc size S là không được. À chị mặc size L là không được, chị mặc size SM được. Rồi con này mấy chị chốt cho em mã đen 100. Chốt cho em con đó mã đen 100. Lên dạ có. Con này 50kg lụa cao cấp, 50kg hàng lụa thiết kế, 50kg đến 55kg quay đầu. Lấy cho em vi mã số 224. Đen 100 của chị Lâm Thiên Hương. Hủy mã số 16 của chị Hoàng Hậu. 224 con này giùm em nha, 69.000 mã 224. Minh Châu ơi, cái đó là size số 9 á. Em mặc cái form đó em mặc chị à, em cao mà được. Quên nữa, Minh Châu nó cao lắm. Cao mét 67 gần mét 7 nữa. 224 của chị Thanh Thúy Chương. 224 của chị Thanh Thúy Chương. Lên nha mấy chị. Vì em có một con cao cấp mấy chị. Con này là size nhỏ giùm em nè. Con này là 50kg đến dưới 53kg, size SM. Con này là size số 9M quay đầu mấy chị. Con này ngực cỡ 92 đến 94 thôi. 100.000 con này nha. Lấy con này cho em vi mã số 741. Con này là vai đẹp nè, nhưng mà ngực là 94 quay đầu, eo 74 quay đầu, size M. Mã số 741 100k. Lên nè. Con này tiếp tục một em form kiểu size M. 741 chốt cho Lâm Thiên Hương 100.000. 741 Lâm Thiên Hương 100.000, con này ngoài ít nhất ha, ít nhất 300. Rồi lên nè, 69.000, con này 55kg đến dưới 58kg size L, con này chị vô được nè. Chị Hoàng Hậu gì đó vô thoải mái không cần đo, con này là size L. Cái con này cho em vi mã số 073 size L, 69.000 con này thôi. Mã 073 giùm em nha. Con này vin nè, nhưng mà nó một lớp giùm em, mấy chị lót ở phần trên giúp em nha. Lót trên, ở dưới không lót. Con này mấy chị, nếu mấy chị chuyên vin, mấy chị không cần lót cũng được. 55kg đến dưới 60kg, size số 11. 55kg đến dưới 60kg nha, 69.000 con này. Lấy cho em vi mã số 932. Lấy cho em mã 932.
Lấy cho em Vi mã 932 69k. Một con đầm mấy chị, free size con này nha. Con này size to 55kg đến dưới 65kg thoải mái. Cái dây này nó dài, mấy chị tăng giảm cái dây được. 69.000. Lấy con này cho em mã số B71, 69k mã B71. Một em form Âu cao cấp. Một con form Âu cao cấp mấy chị. Con này 50kg đến 55kg quay đầu, siêu phẩm, mặc vô cực kỳ sang. 69.000 lấy cho em Vi mã A16. 69k lấy cho em Vi mã A16 giùm em nha mấy chị. Lên mấy chị. Con này đồng, con này chỉ có 69.000 thôi. 50kg đến 55kg mặt đẹp, siêu phẩm. 50kg đến 55kg mặt đẹp. Lấy con này cho em Vi mã 180 A16 lấy chị Thanh Thúy Trương. Từ từ cho chị hạ xuống luôn nha. Mấy đứa xử lý nè. A16 chị Thanh Thúy Trương. Con này niêu tác mạc, hàng công sở, dưới 50kg mặt đẹp. Hàng niêu tan nha mấy chị, công sở ha. Đồng giá 69.000. Lấy con này cho em Vi mã 473. Lấy cho em mã 473. Con này hàng công sở luôn mấy chị, dưới 52kg mặt đẹp, 69.000 đồng giá toàn bộ hàng nhà em. Lấy cho em Vi mã 409. Lấy cho em Vi mã 409. Con này một em đầm cổ đổ đi tiệc, dưới 52kg, ngực dưới 90 giùm em, eo thoải mái nha. Đầm cổ đổ đi tiệc dưới 52kg. Lấy siêu phẩm đi tiệc 69.000 cho em mã 195. Lấy siêu phẩm đi tiệc mã 195. Con này 50-55kg mặt đẹp, một em vin tay ngắn mấy chị. 69.000 lấy cho em Vi mã số 200. Lấy cho em Vi mã 200. Một em form công sở, con này mình đi làm, dưới 47-48kg size S giùm em mặt đẹp. Con này dưới 47kg size S mặt đẹp. Lấy cho em Vi mã số 533. Lấy cho em Vi mã 533. Một em hàng công sở thiết kế, giá 69.000, con này hàng thiết kế nha. 50kg đến 55kg thôi mấy chị. Con này hàng thiết kế size đẹp, 55kg quay đầu mã số 37. M200 của chị Diện Trương. Chị Diện Trương đồng ý cọc cho em 50.000 thì cho em Vi xin số điện thoại nha. Đồng ý cọc rồi lên số điện thoại cho em. 533 của chị Lan Đỗ My. 37 em lấy cho chị Trần Yến. Con này dễ thương lắm mấy chị, 50kg đến 55kg mặt đẹp. Lấy con này cho em mã số 309. Lấy cho em mã 309. Một em vin size nhỏ. Con này 45kg đến 53kg thôi nha. Con này 45kg đến dưới 53kg. Con này rất là dễ thương luôn mấy chị. Lấy con này cho em Vi mã 180. Chị Diệu Trương đồng ý cọc 50.000 cho em trước khi đi đơn. Và nhớ là cọc vào check inbox giùm em ạ. Rồi con này hàng đi tiệc nha mấy chị. Vải tách ta, hàng cao cấp vải tách ta, dưới 50kg giùm em mặt đẹp. Lấy con này cho em Vi mã số M94, dưới 50kg mặt đẹp mã M94. 180 em lấy cho chị Nguyệt Minh. Con này mấy chị, 50kg đến 55kg mặt đẹp, siêu phẩm luôn á. Con này đẹp lắm. Con này mặc rất là dễ thương, form xòe. Lấy con này 69.000 cho em mã 235. Lấy cho em Vi mã 235. Siêu đẹp luôn nè mấy chị. Size SM, ngực từ 80 đến dưới 88 giùm em nha. Con này dễ thương quá mấy chị ơi. Một em maxi đẹp ơi là đẹp, giá 69k. Mấy chị ngực 80 đến 88 giùm em thôi. Lấy cho em mã 08. Lấy cho em Vi mã 08 là vô quá trời đẹp. Ngoài em công sở 50-55kg ha. Con này trời ơi, vải của nó là vải lụa nha mấy chị. 50-55kg vải lụa. Lấy 69.000 quá rẻ. Lấy cho em Vi mã số 7. Lấy cho em Vi mã số 7. 08 em lấy cho chị Nguyễn Xoa. Mã số 7 con này rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi em lên một cái hàng thêu. Con này hàng thêu giùm em nha mấy chị. 50-55kg hàng thêu nha. Form công sở, mình đi làm đi uống cà phê đều được hết. Chỉ có 69.000 cái đầm nhật này thôi. Lấy cho em Vi mã số 239. Lấy cho em Vi mã 239 giùm em. Con này new tem mấy chị ơi, hàng nó còn mới cứng tay. Con này nha mấy chị, rất là đẹp, hai lớp rất là sang. Con này 50-55kg luôn giúp em nha. 69.000 hàng new tan. Lấy cho em mã C1. Lấy cho em Vi mã C1. Quá trời quá đất, hàng đẹp rồi mấy chế ơi. Lấy cho em Vi mã C1. Con này size L. Con này 55kg đến dưới 60kg mặt đẹp. 55kg đến dưới 60kg mặt đẹp. Cái tay của nó rất là đẹp luôn. Lấy con này cho em Vi mã số M79 đi. C1 của Minh Châu.
Rồi một em basic 50-55kg quay đầu. Form này nó không có dài lắm đâu mấy chị, hơi bị đẹp luôn. Một con basic cột dây 50-55kg quay đầu. Lấy cho em Vi mã số 0. Lấy cho em Vi mã số 0. Con này mấy chị ơi đẹp quá, em chịu không nổi luôn á. Mấy chị nhìn form này dễ chịu không? Nhìn yêu lắm, nhìn đáng yêu lắm mấy chị. 52kg quay đầu dùm em. Lấy cho em mã 539. 69k mã 539. Đầm dài tay em có. Rồi con này siêu phẩm, con này chọn được nè. Con này đầm của Mỹ nha. Con này đầm của Mỹ. 55kg quay đầu size SM, size L cũng được. Size L thì mấy chị phải cao 1m6 đổ lên. Con này 100k đầm của Mỹ nha mấy chị, 100.000 thôi. Lấy cho em Vi mã số 74. 539 của chị Phạm Thanh. Con này mã 74 100.000. Mã 74 100.000 siêu phẩm tay dài. Có mấy mình lấy con này đi làm giùm em, chỉ có 69.000 thôi chị. 50-55kg mặc đẹp đi làm giùm em nha. Đi làm đi chơi cũng được. 69k mã C76. 74 100.000 của chị sang trắng. 74 100.000 của chị sang trắng. Ôi cái này giống cái áo vin quá vậy. 74 100.000 của chị sang trắng nha. Tay dài em có rất rất là đẹp luôn chị. Tay dài của em nó mơi lắm chị. Rồi em đi lên con này. Rồi con này 50kg đến 52kg quay đầu ha, 100k full vin kèn đai. 50kg đến 52kg quay đầu 100.000. Lấy cho em Vi mã số 41. Lấy cho em mã số 41 giùm em. Rồi em lên rất là nhiều kiểu nha mấy chị. Rồi con này hơi bị dễ thương. Chị nào thích mặc đơn giản dễ thương nè. 55kg cho đến 60kg luôn. Lấy cho em Vi mã 45. 69k. Em không nói giá mà đồng giá 69.000. Rồi lên mấy chị, siêu phẩm con này mà 69.000 rẻ nè. 50kg đến 55kg siêu phẩm Âu xòe. Âu xòe xếp ly 55kg mặc không đẹp không lấy tiền con này. Đẹp lắm, lấy cho em mã số M75 vừa đẹp vừa sang. 69.000 nói không ai tin. Lấy cho em mã M75. Lên mấy chị, ôi một con Âu sắc cánh. 50kg đến 55kg đẹp luôn. Ôi mấy cái form Nhật này nè, nó rất là sang nha mấy chị, nịnh dáng lắm, nó hắt dáng mấy chị lắm. Lên là sang, lên là sang. 69k lấy cho em Vi mã 298. M75 lấy cho cô Trương Thị Liên. Em lên nữa ha. Tiếp một em body nịnh dáng size 60kg. Con này đẹp nè bà, chị Trương Thị, cô Trương Thị Liên với chị Gà Rán Cô Hy. Con này chất thun Nhật co giãn mơi hồng trận. Trời ơi con này đẹp lắm. 55kg đến 60kg mấy chị mặc không có thấy mập đâu. Vải rất là đẹp luôn, chuẩn hàng trung niên. 69.000 siêu phẩm mã số 3. 69.000 siêu phẩm mã số 3, 298 của chị Diệu Trương. Sơ cua 298 cho chị Loan. Em chào chị Quỳnh Mai Vũ. Đợi đầm dài và chị đầm dài hơi bị nhiều. Số 3 của chị Trương Thị Liên. Đầm dài rất nhiều. Rồi con này free size có túi. Con này free size có túi. Cái dây của nó đang tùy ý luôn. Con này gọi là quá phong cách luôn rồi. Chị có chưa? Chưa có thì lấy. Trời ơi zoom zoom. Ôi mẹ ơi, free size nha mấy chị. Zoom dây free size nha. Free size từ 55kg đến trên 70kg. Mấy chị mặc vô, xong mấy chị nịt vô, xong mấy chị đan dây lại để ra cái dáng của các chị. Có nghĩa là cái zoom dây này mấy chị mặc theo ý các chị, mặc theo dáng các chị. Lấy cho em Vi mã C38. 69.000 thôi nghe. C38. Lên. Con này ren mấy chị, mặc lót giùm em nha. Nhớ giùm em bà nào mà lấy con này mà kêu em mà hở là em quánh nè. Mặc lót giùm em, siêu sang luôn. 50kg đến 55kg lót giùm em cái đầm bên trong nữa là đi tiệc được luôn. 69.000 mã số 197. Con này rất là đẹp, mấy chị nên lấy. Mã 197 là sang lắm mấy chị ơi. Rồi em lên C38 của chị Nguyễn Xoa. Rồi tay giả tay lỡ cưng cưng chà. Con này 50kg đến dưới 55kg nha. Em mẫu em Vi cao 1m6 giùm em nha mấy chị. 50kg đến 55kg lấy cho em Vi mã số 74. Ship Sài Gòn 20 tỉnh 30 đồng giá không tính ký. Chuyển khoản trước khách mới cọc 50k. Con này 50kg đến 55kg giùm em lấy cho em Vi mã số 160. 50 đến 55kg mã 160. Con này em mơi nè mấy chị. 55kg đến 60kg dáng free size chỉ có 69.000 à.
lấy cho em mã số 280, lấy cho em mã 280, một em đầm dây tầng cao cấp với chị, 69.000 luôn, size S nha, dưới 47kg, size S, mã số 62, mã số 62, một con size SM 50-55kg mặt sang, 280 của chị Thúy Quanh, 50-55kg mặt sang dùm em nha. Lấy con này cho em Vi mã số B66, mã B66 dùm em, rất sang luôn, là đằng khác, mã B66 lên mấy chị. Một em New Tag size SM luôn, trời ơi con này ngọt ngào mê hồn luôn á trời. Dây tăng giảm được, 50-55kg size SM, dây tăng giảm được, new tem luôn mà có 69.000 thôi má ơi, mã C4 đi má ơi. B66 của chị Lan Đỗ My, trời, một em đầm dây nè mấy chị, con này dây tăng giảm được nha, con này mới chế mặt body dưới 50kg giùm em, con này em tính rẻ mấy chị, 50.000 thôi, chốt đi, đẹp lắm, mặt clot cũng được, mặt sexy ở nhà cũng được ha. Rồi dây của nó tăng giảm được nha, chứ mãi dây nó ngắn vậy đâu nha mấy bà. Mới tin tình tình, lấy cho em mãi dây 50k, lấy cho em mãi dây 50k, C4 em lấy cho chị Sam Sam. Lên, con này dưới 52kg và làm công sở, con này 45kg đến dưới 52kg giùm em. Lấy con này cho em Vi mã số C5, dây 50k của chị Lan Đỗ My. Lấy cho em Vi mã C5 giùm em nha. Một em da beo nè mấy chị, con này dễ thương lắm, đẹp và sang, nói chung là đẹp, 50kg đến dưới 60kg con này thoải mái lắm, mã số 7 giùm em, 69.000 mã số 7 giúp em nha. Trời ơi, đồ quá trời đã má ơi luôn rồi đó. Hay cái đầm chéo này em còn nè, một cái đầm thun chéo hàng hiệu nha, con này size M 50-55kg, chị nào chưa mặc chéo bao giờ nói em chết. Chéo á mấy chị, chéo body cột dây á, nó sẽ tạo cái dáng theo ý của các chị á. 50-55kg nha, lấy cho em Vi mã số C90, có dây đầy đủ nha. C90 kéo giống như hai cái tà, mấy chị cột cái dây lại, sao mấy chị chỉnh cái đầm theo dáng của các chị luôn. Nhưng mà con nói dưới 55kg thôi nha mấy chị, dưới 55kg thôi. Một em Vin New Tem size số 13-15, nhưng mà con này nhìn cái tay của nó thì em đoán nó cỡ 60-65kg quay đầu thôi mấy chị. Nói chung là mấy chị size LXL giùm em thôi. Con này 100.000 rẻ như cho, lấy cho em mã tím 100. Lấy cho em mã tím 100 mấy chị. Một em Vin cao cấp rất là dễ thương. Con này 45kg đến dưới 51-52kg, size số 9, siêu đẹp, siêu xinh, siêu đáng yêu luôn. 100.000 lấy cho em mã đen 100. Tím 100 của chị Nguyễn Xoa. Sơ cua tím 100 cho chị Trang Trần. Chị Trang Trần phiếu sơ cua tím là 100.000, chị Trang Trần quên bấm tới số tiền. Trang Trần quên bấm số tiền 100k. Rồi con này nữa nè, siêu phẩm không mà hôm nay siêu phẩm mấy trăm ngàn, 500.000 em xả 100.000 hết. Con này em chốt được nè, con này em chốt được Minh Châu. Size số 11, 13 em ơi. 55kg đến 65kg, chất linen lụa cao cấp, nút bọc vải, độ mới hoàn hảo luôn. Lấy con này 100.000 cho chị mã sọc 100. Lấy mã sọc 100 nha, lấy mã sọc 100 giúp em. Đây 69.000 em vẫn có, rất là đẹp. Dạ đen con này size số 9, eo dưới 72. Ngực dưới 9, à, ngực dưới 88, eo dưới 72. Lên. Con này free size giùm em 55kg đến 60kg. Chỉ có 69.000 con này thôi. Free size 55kg đến 60kg. Lấy con này cho em Vi mã số C72. Lấy cho em Vi mã C72. Ôi ôi, 55kg đến dưới 62kg con này mấy chị. 55kg đến dưới 62kg con này. Đồng giá, con này là 69.000. Lấy cho em Vi mã số M23. Đen 100 của chị Nguyễn Tâm. Đồng ý cọc 50.000 lên cho em Vi số điện thoại và địa chỉ chị Nguyễn Tâm. Cái sọc 100.000 là từ 55kg đến dưới 62kg một đẹp. Lên mấy chị, siêu phẩm, tay bồng, giá 69.000 hàng cao cấp, 55kg cho đến 65kg con này, 69k. Lấy cho em Vi mã số 536. Lấy cho em mã 536, đen 100. Lấy cho em Vi mã 536, 69.000 mã 536 giúp em nha. MV tiếp tục nè. Trời ơi con này nó có lót sẵn rồi mấy bà ơi. 50kg đến 60kg nó có một cái đầm dây lót bên trong, rút dây nữa nè. 55kg đến 60kg thôi nha, đầm dây rút cao cấp luôn. Con này 69.000, lấy cho MV mã số 8.
Lấy cho em Vi mã số 8 536 của chị Nguyễn Xoa. Lấy cho em Vi mã số 8. Con này 55kg freestyle cho đến dưới 60kg. Mấy chị 55kg, 60kg mấy chị cứ cần, chỉ cần mặc cái nịt vô giùm em thôi là nó đẹp. Chỉ cần nịt vô giùm em thôi là đẹp. Lấy con này cho em Vi mã số 931. Mã 931 số 8 của chị Quỳnh Mai Vũ. Sọc 100.000 của chị Tuyết Lan Trương. Đồng ý cọc 50.000 lên em số điện thoại địa chỉ. Chị Nguyễn Tâm em nhắc lại một lần nữa, cho em số điện thoại nếu đồng ý cọc 50.000 giúp em. Còn không đồng ý cọc, không đồng ý cho số điện thoại thì em hiểu ha, em hiểu là không có muốn cọc. Lên mấy chị. Mà em đầm trời đây nè, chốt nè mấy mà. Chốt nè chị gì? Siêu dài, siêu sang, 50kg cho đến dưới 58kg ha. Con này size L được. Siêu dài, siêu đẹp, size L được nè. 50kg đến dưới 58kg chỉ có 69.000 thôi. Lấy con này cho em Vi mã C5. Một em form Âu cao cấp 50kg đến dưới 55kg. Một con Âu xòe có tay có cổ. Con này size 9-11 á. Mấy chị 55kg mà về size 11 và dáng cao mặc ngon lành luôn. Con này 69.000 nha. Lấy siêu phẩm cho em Vi mã B50. Con này siêu phẩm nè, B50 giúp em nha. C5 em lấy chị Quỳnh Mai Vũ. Sọc 100.000 đồng ý cọc cho em nha chị Tuyết Lan Trương. Inbox số tài khoản chị Tuyết Lan Trương giúp em hai ơi. B50 của chị Tiên Nguyễn siêu đẹp. Lên nha. Con này form suông mấy chị, ngắn dài vừa thôi. Em Vi cao 1m6. Con này 50kg cho đến dưới 52kg size M. Lấy con này cho em Vi mã số 022. Đã có người nhắn số tài khoản cho các chị từ rất lâu rồi. Từ cái nút bấm đầu tiên của các chị, hệ thống bên em đã gửi số tài khoản cho các chị. Các chị chỉ cần kiểm tra tin nhắn. Cọc trước 5 giờ chiều các chị được chốt hàng. Cọc sau 5 giờ chiều bên em không chốt nữa. Lấy con này cho em mã 022 giúp em. Lên. Con này 52kg quay đầu nè mấy chị. 52kg quay đầu mấy chị nhớ giùm em nha. 52kg sau 5 giờ bên em sẽ không chốt đơn và không nhận cọc nữa. Lấy con này cho em Vi mã số 92. Mã 92 con đó dễ thương. 022 của bà Lan Đỗ My. Hôm nay là sau 5 giờ không nhận cọc. Một em lining trắng cao cấp. Ôi ôi má ơi, quá xinh. Dưới 50kg giùm em quá xinh. Lấy con này cho em Vi mã số 25. Mã số 25. Mã số 25 giúp em. Một em lining lụa. Con này sang nè, con này hay nè. Con này cái cổ nó lạ quá. Con này đẹp quá nè. Trời ơi con này mình nịch lên một cái hơi bị đẹp. Trời ơi chết em rồi. Size ML mấy mẹ. Trời ơi chị Quỳnh Trang Vũ ơi, con này cái màu nó đẹp mà cái kiểu nó đẹp nữa. Cái màu nó đẹp mà cái kiểu nó đẹp nữa. Lấy con này cho em Vi mã 001. Đừng gọi bằng bà. Ok gọi bằng cưng. Vi dễ lắm luôn á. Vi gọi bằng cưng nghe. Nói chứ đồ đẹp quá lai hoài không hết má ơi. Rồi một em vải xéo xếp ly vàng dưới. Con này mấy chị, con này đẹp nè. Con này bà nè, chị nào size S lấy liền. 48-50kg chị nào size S nên lấy, nó xếp ly nè. Quả tiết nè. Và đặc biệt cái cổ nó đổ, cổ ngang nó đổ xuống như vậy rất là sang. Chị Sam Sam lấy đi chị. Em khuyên chân thành luôn á. Em khuyên thiệt tình luôn á. Chị Sam Sam mấy bà size S lấy đẹp lắm. Mã số M62. 001 của chế Quỳnh Mai Vũ. M62 em nói thật với mấy bà rất là dễ thương nha. M62 nó là form Âu, nó ôm cái bụng chị xong nó xếp ly dưới nhìn đẹp lắm. M62 của chị Phạm Thanh nhớ ha. Ơi hai ơi, chị Nguyễn Tâm có inbox chưa hai ơi? Chị Nguyễn Tâm là không cho em số điện thoại nè. M62 em chốt chị Phạm Thanh. Nguyễn Tâm ơi mình inbox số điện thoại cho chị, mình inbox rồi thì thôi. Chị Bảo Minh chốt con đầu like tới giờ không chốt nữa, không check inbox luôn là bắt đầu hủy rồi nè. Rồi lên mấy chị. Rồi con này mấy chị 55kg freestyle đến 60kg. Con này chỉ cần mình vô mang cái nịch chỗ này là nó đẹp nè. Mấy chị nhìn nè, con này là hàng thiết kế, mình vô nịch nó sẽ sắn hết cái phần ốc ở dưới, bà thấy không? Free size 55kg đến 60kg nha. Hàng thiết kế đi tiệc tùng cuối năm, bao tất niên cuối năm, bao Tết, bao đồ hết luôn. Lấy con này cho em Vi mã số 306. Cháu ngoại nói bà ngoại không cần ăn, chỉ ô xỉ suốt ngày. Chỉ cần ăn gì, không cần ăn suốt ngày coi like no rồi hả? Đúng ống ý vậy đúng không?
Mã 306 306 chỉ 69 ngàn ha. Rồi em Vi lên vải lụa size to. Con này 55kg đến 65kg thoải mái vô nịch giùm em. Con này là dòng siêu lụa giùm em size LXL mặt đẹp 69 ngàn. Lấy cho em mã 464 đó chị. Ôi trời đất mụ nội ơi nó đẹp. Ôi ơi nó đẹp mấy chị. 55kg đến 60kg thôi. 55kg đến 60kg ha. Lấy con này cho em Vi mã B2 69 ngàn luôn. Đồng giá thôi lên đồng giá đi cho nó dễ ha. Siêu phẩm để bữa nào ha. Rồi B2 giùm em. Mã B2 giùm em 69 ngàn lên đồng giá đi cho nó sướng. Rồi lên đi mấy chị. Con này nè mấy chị. 55kg ha, 55kg đến dưới 55kg ngực 94 quay đầu. Dưới 55kg ngực 94 quay đầu. Lấy cho em mã M1 đi. B2 của chị Nguyễn Xoa. Tự nhiên có con siêu phẩm chọc vô nè mẹ ơi. Thôi kệ bán luôn đi. Con này 50kg đến 55kg size số 9 11 vin tay dài. 69 ngàn luôn mã 528 nha. Mã 528. Rồi con này phải là 100 nè. Bếp lum Volta lụa cao cấp nè. Con này tôi mới bán 280 xong giờ tôi bán 100 ngàn. 50kg đến dưới 58kg 100k. Lấy cho em mã hồng 100. Lấy cho em mã hồng 100. Mời em Vin size to dưới 70kg. Con này 69 ngàn bây giờ chơi lớn luôn. Dưới 70kg lấy cho em mã bơi 70. Dưới 70kg mã bơi 70. Lên mấy chị. Em nhận 50 ngàn chị Trương Thị Diện. Hồng 100 của chị Trang Trần. B70 của chị Nguyễn Xoa. Sơ cua B70 cho chị Nguyễn Cười. Con này 55kg đến dưới 65kg size LXL 69 ngàn. Lấy con này cho em Vi mã số E44. Em nhận cọc 50 ngàn chị Diễm Trương. Em cảm ơn chị. Mình chốt thả ra giùm em không cần sơ cua nữa. Mã E44 giùm em nha. Đấy là đặc quyền của khách cọc 50 ngàn. Rất là dễ chịu luôn. Mình nói mình lên size giùm em nha chị Diễm Trương ơi. Lên. Con này 50kg đến dưới 57kg thoải mái nha. 69 ngàn dưới 57kg thoải mái con này. Lấy cho em Vi mã 515. Lấy cho em Vi mã 515. Đầm Vin Nhật 69 ngàn giá rẻ quá các chị ơi. Đầm Vin Nhật 69 ngàn giá rẻ quá các chị ơi. Ủng hộ em. Một em đầm thiết kế nha. Con này đầm thiết kế đi tiệc size S. Ngực dưới 82. Trời ơi. Con này bà nào mà ngực 80, 82 là cứ thẳng đường giùm em đi mấy chị. Em bán 69 ngàn mã số 472 ngực 82 quay đầu. 515 của chị Nguyễn Xoa. Chị mặc size L, ok size L đâu. L đâu, L đâu. Trời ơi em nhìn hoài không có L ta. Rồi lên mấy chị. Con này 55kg đến 60kg đầm dạ hội. Co giãn size ML 69 ngàn đầm dạ hội. Lấy cho em mã E50. Đầm dạ hội đuôi cá dài mã E50 giúp em. Con này, một em công sở size S. Con này dưới 48kg nha mấy chị. Công sở size S dưới 48kg. Lấy cho em Vi mã số 336. Lấy cho em mã 336 giùm em nha mấy chị. Mã 336. Con này 55kg đến dưới 58kg size ML. 55kg đến dưới 58kg size ML. Lấy con này cho em Vi mã 141. Lấy cho em mã 141. E50 lấy cho chị Thủy Tiên. Lấy cho em Vi mã 141. E50 chị Thủy Tiên. Đem đồ ngoài đó vô đi cũng được cho đỡ cực. Chị đang đi lẹ. Đỡ cực em. Đỡ cực. Size to 55kg đến dưới 62kg nha. 55kg đến dưới 62kg. Đồng giá 69 ngàn ạ. Lấy con này cho em Vi mã số 61. 141 chị Nhất Tâm. Chị Nhất Tâm đồng ý cọc 50 ngàn cho em Vi xin số điện thoại địa chỉ. Một em khoác lụa cao cấp kèm đai. Con này 30k lấy cho em mã khoác 30k free size bao nhiêu ký cũng vừa. Cô Lan ơi vô đồ giúp con với cô Lan nha. Lên mấy chị. Con này mấy không được rồi. Em ở chứ thôi nó lộn á. 61 của chị Đỗ Nhất Tâm. À chị Nhất Tâm lên cho em số điện thoại địa chỉ đồng ý cọc 50 ngàn giúp em nha. Lấy con này cho em Vi dưới 50kg mã số M10. Dưới 50kg mã M10 hả? Dưới 50kg lấy cho em mã M10. Một em chân váy vintage mấy chị. Một em chân váy vintage.
size L con này nha. Con này ở ngoài người ta bán mấy chị mấy trăm ngàn em không cần biết, nhưng em sẽ bán cho mấy chị giá 69 ngàn. Chân váy vintage 69 ngàn, free size nha, free size. Eo dưới, eo từ 78 cho đến 88 vừa hết luôn. Lấy siêu phẩm size LXL cho em mã số 280, đồng giá 69k. Chị Trung Yến ơi, khoa là gì chị? Em chưa có chốt cái gì cho chị Trung Yến hết à. Chị Đỗ Thị Nhất Tâm, đồng ý cọc 50.000 cho em Vi, xin số điện thoại địa chỉ 270 em lấy cho chị, 280 của chị Ngọc Thúy Nguyễn. Chị Ngọc Thúy Nguyễn bấm size mã, bấm con đó 280, đổi hai con đó 280 giùm Vi. Và con này mấy chị 55kg đến dưới 58kg size ML 69.000 nha. Dưới 58kg size ML 69k mã 77. 69k mã 77. Con trên canh size L, ML 55 60kg, số đo 3 dòng thoải mái nha. Size ML 55 60kg, giá của nó chỉ có 69.000 thôi, lấy mã số 463. Lấy mã 463, con trên canh 69k mã 463. Lên siêu phẩm. À, con này có nón luôn bay. Đẹp dữ bay. Tự con này sao rồi mặc. Con này khó quá. Con này giống như đầm thiết kế vậy đó chị đó. Con này 55kg đến 57kg quay đầu, đầm thiết kế 69.000 mã E18. Đầm thiết kế 69.000 mã E18. Chị Nhất Tâm đồng ý cọc 50.000 nha hai ơi. Nhận 50.000 chị Lê Phước Hoa. Nhận em nhận 50k của khách tên Lê Phước Hoa. 463 của chị Trung Yến. Chị Trung Yến ơi, đồng ý cọc lên lại cho em Vi cái số điện thoại. Cọc 50.000 giùm em nha mấy chị ơi, khách mới mua lần đầu. Cứ cọc giùm em 280 nãy chị có nhắc rồi. Khách bấm sai mã, chị nhắc hai lần. Con này dưới 50kg mặt đẹp mã 504, 69k dưới 50kg mặt đẹp mã 504. Con này 47kg size S, con này rất là xinh luôn mấy chị. 46, 47kg size S mặt đẹp, lấy cho em mã số 183. Em nhận số điện thoại của chị Trung Yến, đồng ý cọc 50.000 rồi hai ơi. 504 của chị Ngọc Loan. Gì vậy? Mới thảy, 463 mới thảy. Có chưa? Có 463 chưa? Coi cái con sập đó là gì? Coi cái con thiết kế đó là gì? Cái con này. Con sập đó là gì? Con đó, con xanh đó đó. Em 18. À 463 trên canh. Từ đưa 463. Chị mới đặt 463, hàng chị mới đặt 463 xong kiếm gà. Nó cọc em nha mấy chứ. Cọc trước 5 giờ chiều giùm em. Chứ sau 5 giờ chiều là bên em không nhận cọc nữa. Lên đi mấy chị, đầm ren dây. Trời ơi má ơi, 69.000. Đi chơi đồ ha. 50kg quay đầu, ngực dưới 90 giùm em. Lấy cho em mã số 0. 50kg quay đầu, ngực dưới 90 mã số 0. Mời em đầm công sở mấy chị. 50kg quay đầu, ngực dưới 86 nha mấy chị nha. 50kg quay đầu, ngực dưới 86 mã số 0 luôn. Mã số 0 lần nữa giùm em. Size XXL hả chị? 70kg ha. Có nha chứ, theo dõi like giúp em 70kg có hàng size số 15 Nhật Bản chị mặc vừa. Con này đi mấy chị. Con này size S dưới 47kg mặc đẹp. Size S dưới 47kg mặc đẹp, lấy cho em Vi mã 81. Lấy cho em Vi mã 81. Con này free size nè, bao nhiêu ký cũng vừa, size hết. Free size bao nhiêu ký cũng vừa, dưới 70kg mặc thoải mái, mình vô nịch giùm em để ra dáng. Lấy cho em mã B71, vô nịch giùm em để ra dáng nha. Con này lót trên giùm em mấy chị, 55kg đến dưới 60kg, lót trên giùm em 69.000 mã số 932. Mã 932. Con này nha mấy chị, 55kg đến dưới 58kg thoải mái giùm em nha. 55kg đến dưới 58kg thoải mái giùm em mã 073. Mã 073 71 của chị Annie. Đồng ý cọc lên cho em số điện thoại địa chỉ. Đồng ý cọc lên cho em số điện thoại địa chỉ. Lên đó chị, dễ thương đáng yêu. Con này 45kg đến dưới 52kg mặt đẹp mã 136. 45kg đến dưới 52kg mặt đẹp mã 136. Con này 50-55kg đi tiệc giùm em. Xếp ly trên dưới rất là sang, cực kỳ sang, ngực dưới 92.
Lấy con này cho em Vi mã 456 nha, con nó sang lắm. Con 456 đi tiệc bao sang. 073 của chị Trung Yến. Con này mấy chị, trời ơi nhẹ nhàng lắm. Trời con này đẹp quá. Con này đẹp nè chị Sam Sam. Trời mấy chị thích phong cách nhẹ nhàng. Dưới 52kg size M. Dưới 52kg size M không đẹp không lấy tiền. Dưới 52kg size M không đẹp không lấy tiền luôn. Mã 83 không đẹp không lấy tiền. Cái này đúng không? 456 của chị Trung Yến. Con này size siêu nhỏ, size số 7, số 9, dưới 50kg viên. Con này 100k lấy cho em mã 41. 100k lấy cho em mã 41. Con này số đo 3 dòng trên dưới 110-120cm. Size 2XL vừa 100.000 lấy con này cho em mã đỏ 100. Lấy cho em Vi mã đỏ 100. 83 em chốt cho chị Trần Cúc. 83 quá đẹp, 83 em nói thiệt cho nó đẹp mê hồn. 41 100.000 của chị Ngọc Lan, chỉnh 41 100k. Con này size số đo của chị là 110 120, các bạn nào 2XL vừa nha. Cọc 50.000 em đi đơn. Con này 100.000 lấy cho em mã đỏ, 5 mã đỏ 100, mã đỏ 100. Một em hàng thiết kế size S. Rồi con này size S là tiếc. Hàng thiết kế nha, con này dưới 47kg thôi mấy chị. Size S siêu nhỏ luôn, 46-47kg mặt đẹp. Lấy con này cho em Vi mã 228. Dạ em chốt theo máy chị Ngọc Lan ơi. Lấy cho em mã 228. Em chốt theo máy. Một em body sexy dưới 50kg. Con này body công sở, vừa body vừa thiết kế nữa. 69.000 lấy cho em mã 206. Inbox chị Annie số tài khoản nha. Lên mấy chị. Con này hàng thiết kế luôn, dưới 46kg, 45-46kg quay đầu, size siêu nhỏ. 45-46kg quay đầu, size siêu nhỏ, mã 205. Mã 205 mấy chị, 45-46kg quay đầu, size siêu nhỏ, mã 205. 206 của chị Bình Yên Lê. Mã đỏ 100 của chị Ngọc Trâm. Đây chị. Con này số đo nó sẽ là 110-120cm, số đo 3 dòng rất là sang. Đỏ 100.000 của chị Ngọc Trâm, chỉnh 100k. Chị Ngọc Trâm lên cho em số điện thoại địa chỉ, nếu đồng ý cọc 50.000 trước khi đi đơn nha chị. Đồng ý cọc 50.000 bên em mới bán nha. Nhận 240 của chị Phạm Thanh. Nhận 240 của chị Phạm Thanh. Con này 50kg đến dưới 55kg mặt đẹp. 50kg đến dưới 55kg mặt đẹp. Lấy cho em mã 503. Dạ em cảm ơn số điện thoại chị Ngọc Trâm. Lấy cho em mã 503 dùm em nha. Mã 503 giúp em nha. Một em khoác có dây đai phía sau. Con này 50kg đến dưới 55kg thôi mấy chị. Cái khoác hoa này em tính mấy chị 40k. Lấy cho em mã hoa 40. Lấy cho em Vi mã hoa 40. Một em trắng siêu phẩm, 45kg đến dưới 50-52kg. Con này ở phía sau của nó phải gọi là đẹp, ôi là đẹp mấy chị. Trắng siêu phẩm. Dạ bên em có nhắn tin cho mình rồi, chị chỉ cần kiểm tra tin nhắn giùm em. Lấy con này cho em mã 78, đẹp như một nàng thơ nha mấy chị. Con này hoa 40 của chị Luyến giùm em nha. Dồn đơn Bình Yên Lê có đơn cũ. Ok chị, một em yếm cao cấp có lỗi thầy. Giờ yếm này bị dơ một chút xíu chấm chỗ này ho. Rồi mấy chị về giặt giùm em, không ra nói em vẫn 69.000 con yếm nè. Con yếm này 50kg đến dưới 57kg. Lấy cho em Vi mã số 15. Yếm 57kg quay đầu đẹp lắm, màu nâu tây. Ở phía sau của nó có này nữa nè. Mấy chị con yếm này mà bán 69.000 rẻ nhất ở thị trường luôn á. Không ai chơi mà yếm Nhật hai da của em mà giá 69.000 đầu các chế. 78 em lấy cho chị Nguyệt Minh. 78 siêu phẩm của chị Nguyệt Minh. Hết. Lên nha, lên tiếp nha. Con này siêu phẩm nè. Con này nó thuộc về dòng siêu phẩm hơn mấy chị. Con này nút trong. Con này size to, size 2XL. Con này 70kg 75kg quay đầu. Số đo 3 dòng trên 110 hết nha. 100.000 giùm em con này. Lấy cho em mã 112 100k. 112 100k. Chị Tuyết Lan Trương ơi, mình đừng bấm 41 nữa chị. Cái 41 là em chốt rồi á chứ, em chốt cho khách khác rồi á. Cái này là đồ suy nên mỗi đầm chỉ có một cái một thôi. 78 em chụp màn hình. Chị Nguyệt Minh trước, chị Sam Sam sao, chị Bi em sao, chị Ngọc Lan Nguyễn vị trí thứ 4 và chị Luyến vị trí thứ 5. Theo màn hình của em nha chị. Theo màn hình của em là chị Luyến vị trí thứ 5. 112 nè.
12 100 ngàn là con này đúng không? Con này là size của nó là size số 15 á chị. Size số 15 Nhật Bản là số đo 3 dòng trên 110 hết. Nốt đủ giùm em, có đài luôn. Rồi lên 100 ngàn con đó, mã 1, mã số 12. Trời mẹ ơi, 100 ngàn nữa nha mấy chết. Em còn cọc siêu phẩm nè. Mấy chị thích, mấy chị chốt rồi không mà mấy chị em lên đồng giá 69 ngàn không sao hết. Tại vì những con siêu phẩm 200-300 ngàn thì Tết rồi em mới xả mấy chị 100 ngàn. Chứ qua Tết cho nó gọn cái nhà. Ví dụ con này bình thường em đang bán 280, bây giờ em xả 100. 50kg đến dưới 55-56kg. Mấy chị cao thì mấy chị 56-57kg được. Con này là size ML nhỏ nha mấy chị. Lấy cho em mã số M69. Lấy cho em mã M69 giùm em, bà Phạm Thanh bà chuyển khoản hết cho tôi. Rồi bà hỏi tôi có kiểm tra hàng được không. Chị ta sao nó thấy nó sai sai ha. Mã số 12 của chị Anna là 100 ngàn nha hai. Rồi con này mã số M69 100k. Rồi lên con này 69 ngàn. Rồi con này 50kg đến 52kg phong công sở, 50kg đến 52kg quay đầu đồng giá 69k mã 74. Mã 74 em có con này đẹp quá mấy chị. Chất thun đơn giản basic giùm em 50-55kg mặt đẹp. Lấy con này cho em Vi mã B40. Lấy cho em Vi mã B40. Đẹp chưa? New tem. Con này là new tem 50kg đến dưới 56kg thoải mái. 50kg đến dưới 56kg thoải mái nha. 69.000 à. Lấy cho em mã B34. 69k nha. Lấy cho em Vi mã B34 giúp em luôn. Con này 50kg đến dưới 55kg ok. Trời cái tay nó dài nhìn nó đẹp lắm luôn á mấy chị. Cái tay nó dài nhìn nó đẹp lắm luôn á. Lấy con này cho em Vi mã số M2. Con này hàng hiệu của HM. Hàng HM mã M2. Siêu phẩm mã M2. Dạ em có đi tiệc chứ chị. Em có. Rồi đây con này đi tiệc size S ngực dưới 84 giúp em. Đi tiệc hàng cao cấp size S ngực dưới 84 giá 69.000. Lấy cho em mã số B97. B34 của chị Luyến. M2 em lấy cho chị Quỳnh Trang Võ. Đầm thun Mỹ. Con này 50kg đến dưới 58kg thoải mái. 50kg đến dưới 58kg thoải mái nha. Lấy cho em Vi mã số 196. Chị nhớ hai đơn hàng đã chuyển khoản, một đơn chưa trả tiền nha chị. Kiểm tra giùm em để em mặc Tết nha chị yêu. Đi bưu điện má ơi. Đơn của má không có đi giao hàng tiết kiệm được. Tôi đi bưu điện nên hơi 5 ngày, 3 đến 5 ngày mới có. Bà Hiền Thảo yên tâm đi, Vi nhớ thu tiền chứ không có để không đồng đâu. Lỡ không đồng thì đòi nợ sao. 196 của bà Anna Nguyễn. 196. Đây 69.000 con đó mã 196. Siêu của siêu phẩm. Con này 100k nha mấy chế. 55kg cho đến dưới 62kg 100.000. Lấy cho em mã xanh 100. Lấy cho em mã xanh 100 giùm em. Lấy cho em Vi mã xanh 100. Mọi em đầm HM. Ối chà chà. Trời ơi. Trời ơi bà. Bà Quỳnh Trang Vũ. Má ơi luôn. Ôi ôi con này đẹp lắm. Trời ơi. Con này thì nó không có liệt vô service của tôi. Nó vẫn 69.000 nhưng mà nó đẹp lắm. Nhưng mà nó là size S nha. Chết cha rồi. Size S nha. Đây đẩy bà lên trên cao. Đẩy nhẹ bà xuống một cái. Tụt hố chết. Xanh 100 em lấy siêu phẩm cho chị Phan Nguyễn. Con này đẹp lắm. Con này con đó mà em bán 100 ngàn là em bán đại. Rồi con này size S dưới 50kg giùm em. Lấy cho em Vi mã 505. 69.000 thôi. 505 chị có 69k. Em Vi lên siêu phẩm. Con này tính 100 nha mấy chị, nó nằm trong dòng siêu phẩm của em rồi. Con này là 55kg đến 60kg nè. Ngực thoải mái, eo thoải mái luôn. Xếp ly cánh quạt nhiễn hai mặt. Hàng cao cấp. Con này nếu mà mấy chị mua về bán 300.000, 500.000 dư xăng. Em chỉ bán 100.000. Lấy cho em mã số, mã dây 100 đi. Mã dây 100 đi. 505 của bà Bi em. Em ở quận 9 Sài Gòn. 505 xuống chưa vậy? Rồi 505 hiểu xuống rồi nha bà Bi em ơi. Con đó mặt mà trời ơi, feedback cho tôi. Bờ lưng bà đẹp không? Bà Bi em ơi. Mặt con đó nhớ feedback cho em nha. Quay cái lưng chụp hình cho em, chọn cái mông lên là được rồi. Nhớ nha, nhớ nha. Dây 100 của Mỉm Cười nè em ơi. Nói chung là con đó tôi mê lắm. Trời ơi cái con này chéo mấy chị. Free size.
Đây là dạng mà mấy chị có hai tà, mấy chị đắp chéo qua lại xong mấy chị cột dây, nên là mấy chị bao nhiêu ký cũng được, đặc biệt cánh tay rất là to. Thì con này là free size nha, con này free size nha mấy chế. Dưới 70 kg, 75 kg mấy chị mặc thả ga giùm em. Giá chỉ có 69.000 đây cho mấy chị xem hàng. Không có quá dài luôn, em cao 1m6, nếu mà chính xác là nó vừa qua gối em Vi thôi. Lấy siêu của siêu phẩm cho em mã bơi 45, 69k mã bơi 45. Lên đi mấy chị. Trời ơi cái đầm này nó cưng quá vậy bà ơi. 50-55kg nè mấy chị nè. Đồng giá 69.000, siêu phẩm em báo sao mấy bà. Lấy cho em mã số 255. 255 69k B45 em lấy cho chị Phan Nguyễn. Một em đầm body đen. Con này chị nào thích mặc form âu body không? Lấy liền, chất vân tơ. Trời ơi má ơi, con này chị nào mà chốt được ha, em nói thiệt chứ. Mấy chị này em nói mấy chị nghe, con này siêu nịnh dáng. Chất vân tơ chứ không phải là vân cứng nha mấy bà. Con này vân tơ lót lụa, mấy chị ơi, mấy chị mặc nó đẹp lắm. Mấy bà đi ra ngoài là nó tung bay theo gió luôn, giống như mấy nhỏ siêu mẫu Hàn Quốc vậy đó. Gặp chơi nhưng mà 50-55kg thôi, chất vân tơ nha mấy chị, hiếm lắm. Mấy con này ít khi nào lên vôn tơ lắm, em nói thiệt. Mã số B8. Mấy con này nó lên cái vôn bình thường, nó vôn giống như vôn này nè, chứ nó ít khi nào nó có vôn tơ lắm nha. Trời má ơi, vô con đó vôn tơ đẹp quá mà tôi không vừa. Tôi có 5, con nó có 55kg à, con nó cỡ xanh mà. À, em nhận 50.000 cặp của chế anh nè. Đẹp quá à, con đen nó đẹp quá à. Ráng giảm cân vừa má ơi. B8 của chế Nhi Phạm. Ôi con đó đẹp lắm, con đó vân tơ đó chị Nhi Phạm. Rồi lên nè mấy chị ơi, vân tơ nữa nè. Con này 50kg đến 55kg luôn mấy chị. 50kg đến 55kg ha. Lấy con này 69.000 cho em Vi mã 571. 69.000 mã 571. Ừ em kẹp phiếu luôn đi bé Thảo, để chị like đi like siêu phẩm đúng không? Em khoan phân đơn chuyển chế độ luôn. Mình phải chuyển chế độ luôn à. Tay xanh lá thò ra kia là đầm dài hay mệt tôi ra đây đúng không? Khổ ghê ở đây đúng không? Rồi rồi bóc con đó liền. Con này 47kg quay đầu size S. 47kg quay đầu size S giùm em. 69.000 mã 49. 69k mã 49. Đây con này size to bà ơi. Con này 55kg đến dưới 60kg giùm em. 69.000 đồng giá ạ. À. Lấy cho em Vi mã số 105. B45 em chốt chị Phan Nguyễn rồi chế ơi. Trời ơi con này 69.000 rẻ như cho có túi luôn. Free size, free size, ổ là la. Con này mấy chị nè, số đo 3 dòng thoải mái. Mấy chị mặc xong nịch giùm em cho nó đẹp là được rồi. Đầm nhật nó sướng như vậy đó mấy mẹ ơi. Mã 938, 69.000 con đó free size. Mã 938, 69.000 con đó free size. 105 em lấy cho chị An nè. 571 chị Tuyết Lan Trương. Lên lên lên. Nói chung là mình like tới tầm 5 giờ mình nghỉ luôn đi cho Ngọc Linh ngày mai nó vô làm ha. Rồi con này đi, 55kg đến 60kg quay đầu mặt đẹp. 55kg đến 60kg quay đầu mặt đẹp mã 451. 938 của chị Anne ạ. Mã 451. Mã 451 nha. Hình như chị Anne nãy cọc 50.000 á, em có báo chưa ta? 451 của chị Anne, em có báo chưa vậy? Con này 55kg quay đầu thôi, 55-58kg thôi. Cái tay nó chút xíu à. Nhưng mà số đo 3 dòng của nó là thoải mái, rất là đẹp luôn. Con này mấy chị mặc bầu á, được ha. Trời má gì đẹp quá à. Có 69.000 những cái đàn cưng quá à. Cái tay nó hơi nhỏ thôi à mấy chị. Cái bắp tay của nó là, bắp tay của nó là cỡ 30-31 á. Nhưng mà cái form của nó quá đẹp. Con này mà bà nào gặp em là coi rồi mua 59.000 mặc cái đầm bầu quá xinh luôn. Cái đầm bầu này mà bước vô shop không bao giờ có giá 200.000 đổ lại đâu. Lấy cho em mã 117. Xinh ơi là xinh. Bà nào chưa bầu mua về để dành mặc bầu ngang. Lên. Ngoài em đầm công sở. Con này 50kg, 52kg quay đầu giùm em. 50-52kg quay đầu lấy cho em mã 89 nha. 117 của chị Anh nè. Ủa hai ơi, hồi nãy em báo cọc chị Anne rồi mà đúng không? Em báo chị Anne cọc rồi đúng không? Hay sao? Em quên mất tiêu, tự nhiên quên ác đạn à. Con này siêu phẩm 55kg đến 58kg mấy chị. 55-58kg 69.000 lấy cho em mã 45. Lấy cho em mã 45, 55-58kg mã 45.
Con này 50kg đến dưới 55kg, phong Âu xòe cao cấp. Âu xòe cao cấp nha. Lấy con này cho em Vi mã số 225. Mã 225 Âu xòe cao cấp, mã 225 đồng giá 69.000. Ok 2. Lên 50kg cho đến dưới 52kg thôi. Con này nhìn vậy chứ nhỏ lắm nha mấy chị. Từ từ. Thôi ơi. Chết rồi, con này cái bự lắm. 55kg đến 60kg luôn nha mấy bà. Tôi banh cái tay ra bự lắm nè. 55kg đến 60kg siêu phẩm thiết kế nha. Lấy cho em Vi mã số 068. Trời ơi 69.000, chốt thí chốt đại đi mấy mẹ ơi. Lên mấy chị. Con này form suông cao cấp free size dưới 65kg. 55kg đến 65kg mặc vừa con này, size XL ha. Lấy con này cho em mã 966 giùm em. Lấy cho em Vi mã 966 giùm em. Con này size to nè. Con này 60kg đến dưới 75kg nè. Size số 13, 15 nè. Con này số đo 3 dòng trên 110 hết. Size 2XL, 3XL đều được. Ra dáng form Âu giùm em Vi. Mã B80 69.000. Mã B80 giùm em nha. Con này 55kg đến dưới 60kg form Âu luôn. 55kg đến dưới 60kg form Âu, 69k. Lấy con này cho em Vi mã số. Lấy con này cho em Vi mã số 510. Lấy cho em Vi mã 510. Em lên đi mấy chị. Con này 50kg quay đầu giùm em nha mấy chị. 50-52kg quay đầu giùm em. 50-52kg quay đầu giùm em. Mã số 0. Mã số 0 B80 của chị Anne Nguyễn. Lên đi mấy chị ơi. Con này mấy chị lót trên giùm em nha. Nhớ giùm em là lót trên giùm em. 50-55kg quay đầu mặt đẹp. 69.000. 50-55kg thôi. Lấy cho em mã 267. Lấy cho em mã 267 siêu phẩm nè. Đầm dạ hội siêu phẩm ha, 250.000. Con này đầm dạ hội size M, còn new tem luôn nên nó 250.000 ha. Lấy cho đỡ mất giá. Mấy bà về mấy bà bán lại 800.000 cũng được. Lấy con này nè, nó thêu hết luôn á. Nó thêu hết hai bả vai. SM, con này SM. Ngực thoải mái. Ngực là thoải mái, eo là dưới 74. Trời ơi má ơi. Má ơi. Má tao bán nó 250 vậy trời. Lấy cho em mã tiệc 250. Mã tiệc 250 new tem luôn nè. Để chừng nào ốm mà cấp cấp. Má ơi chứ đi mua con tiệc đó cả triệu bạc luôn á. Nếu mà muốn mua không cả triệu bạc. Thôi lên đi mấy chị, mình chốt con khác đi ha. Con đó nó giá nó tầm cao quá. Thôi lên đi mấy chị. Con này 50kg quay đầu giùm em nha. Size S giùm mẹ 50kg quay đầu. Lấy con này cho em Vi mã 179 đi mấy chị. 50kg quay đầu mã 179. Form suông free size. Free size con này nha. 55kg đến 65kg free size form suông. Lấy cho em mã 529. Lấy cho em Vi mã 529. Con này 50kg đến dưới 55kg áo khoác đó mấy chị. Nhưng mà nó full nút mấy chị. Mà mấy chị mặc hợp áo cũng được. 50kg đến 55kg khu full nút giùm em. Lấy cho em Vi mã số 403. Lấy cho em Vi mã 403 giúp em nha. Con này mấy chị 50kg đến dưới 55kg mặt đẹp. Đồng giá 69.000. Lấy con này cho em Vi mã số M25. Lấy cho em mã M25 giùm em. Còn mã không ta? 50kg đến dưới 58kg. Con này siêu phẩm rồi nè. Lấy cho em mã tím đi. Mã tím là siêu phẩm. Lấy cho em mã tím giùm em nha. Cái này hàng đã dùng rồi đó hả? Hả? Chưa hả? Cái này chứ rồi, mình để mình chưa. Ừ, nó để riêng. Tính ra thấy hôm nay nó sao sao ha. 60 mấy 70 người coi mà con đầm này 69 gì không ai mua mất cười. Má tới giờ luôn rồi đó. Có bị gì không mấy chị? Có bị lét không? Free size dưới 70kg free size con này mã M3. Dưới 70kg free size mã M3. Siêu lụa mấy chị. 55kg đến 60kg siêu lụa. Ủa đối với mấy chị siêu phẩm là như thế nào nói nghe. Ví dụ như con này là Vin hoa màu tối siêu lụa. Lấy con này cho em Vi mã 47. Em bán con này 100. Siêu phẩm chưa? Em bán 100 siêu phẩm chưa? M3 của chị Lộc Thọ Phúc. Lên cho em số điện thoại địa chỉ. Cọc cho em 50.000 nha chị. M3 sơ vui cho chị Loan Trần. Lên. Con này 100.000 dưới 60kg, 65kg còn đai, còn đai. 100k nha, lấy cho em mã 129. 100k mã 129. Chị Lộc Họ Phúc ạ. Ủa em ra phiếu, chị ra phiếu rồi mà. Loan Trần. Ra phiếu Loan Trần.
in tới hai lần lòng họ Phúc luôn á. Có một phiếu toàn trận nó ra. Trời sao kỳ vậy ta. Rồi cặp người em 50 ha. 47 của chị Anne 100k. Lên đi mấy chị. Con này nha mấy chị, 50kg đến 55kg mặt đẹp, mã số 35. 69.000 mã 35. Form này trời ơi, má đi. Ơi. Hả? Ra phía bên đi. 55kg đến 60kg. 60kg nha mấy chị. Con này 55kg đến 60kg, hàng sang chảnh 100.000. Lấy cho em Vi mã 56, 100k mã 56. Thôi mấy cái 100.000 treo lại. 100k mã 56 giùm em. Con này mấy chị, hai dây dễ thương, 50kg cho đến 58kg, 69.000 mã 958. Mã 958, 56 100 của chị Minh Châu. 56 100k của chị Minh Châu. 958 chốt. Con này siêu lụa, con này form lụa nha mấy chị. Con này size đại, con này size 70kg quay đầu luôn mấy chị. Size 70kg quay đầu 69.000 thôi, mã C45. Mã C45. Ngồi em công sở mấy chị, có dây cột. Con này dễ thương, cái này tay chơi cũng được. Dưới 48 50kg size S. Dưới 48 50kg size S mã 549. Mã 549. Một em form trời ơi nó đẹp má ơi luôn. Trời không, con này đẹp, con này mặc đơn giản thôi. Trời ơi, dưới 50kg quá đẹp nha mấy chị. Mã số 968. Dưới 50kg đẹp ơi là đẹp. Mã 968 mấy chị. C45 của chị Anne. C45 size 70kg form lụa đáp tính chị 69.000 con đó ha. Con này mấy chị form suông cũng được, mấy chị nịch cũng được. 55kg đến 58kg đẹp. 968 của chị Luyến. 968 mặc sang lắm chị. Trên 968 mặc rất là đẹp. Con này 55kg đến 60kg được luôn. Con này 55kg đến 60kg, hàng lụa nha. Hàng tơ lụa mã B41, hàng tơ lụa giùm em. Form công sở, con này nhỏ lắm mấy chị. Con này dưới 50-52kg thôi. Dưới 50-52kg lấy con này cho em Vi mã B33. Dưới 52kg mã B33. Ôi trời mẹ ơi. 50kg đến 55kg quay đầu giùm em, lấy con này cho em mã 521. B41 của chị Anne. Lên. Con này năm dưới 53kg quá đẹp, con này đẹp nè. Con này size số 9 siêu phẩm. Siêu phẩm size số 9 nha, dưới 52 53kg lấy cho em mã B74. Lấy cho em Vi mã B74. 968 em lấy cho chế Tiên Nguyễn. Con này đặt hàng trời ơi. 50kg cho đến dưới 55kg mấy chế ơi. 69.000 rẻ lắm mấy chế ơi. Mã 502. Mã 502 B74 của bà NHBT. Chốt cho chị Luyến rồi. 968 em đã chốt cho chị Luyến nha chị Tiên ơi. Em chốt ít cho Tiên ơi. Dạ thấy có câu chất liền á. Rồi lên. Con này free size 100.000 free size giùm em nha. Lấy cho em mã caro 100. Lấy cho em mã caro 100. Mã caro 100 free size. Một em đầm cúp ngực 50-55kg mấy chị, đầm cúp ngực 50-55kg, ngực từ 90 đến 94. Lấy cho em Vi mã số M15. Mã M15. 502 của chị Diện Trương. Caro 100 của chị Anna Nguyễn. Caro 100 là con này bé Thảo. Lên. Trời ơi dễ thương quá vậy. Dưới 50kg giùm em size S. 45-50kg con này thôi. 45-50kg con này đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp lắm. Ở đằng sau đó nè. Con này nhìn nó hay lắm luôn á. Mã 221. 69.000 mã 221. 55kg đến 60kg hơn. Con này vai mấy chị về vai dưới 40 thôi. Mấy chị vai 42 là em thua nha. Con này vai 40 quay lại thôi mấy chị. Dưới free size dưới 65kg nhưng mà vai 40 quay lại ha. 100.000 chất linen lụa. Lấy cho em mã 916. 100k mã 916 chất linen lụa. Con này nè, con này to nè. Con này dưới 70kg thoải mái giùm em. Con này dưới 70kg mặc thoải mái giùm em nha. Lấy con này cho em Vi mã số 53. Lấy cho em mã 53. 916 100k của chị Anna Nguyễn.
Mã 53 dưới 70kg giùm em, mã 53. 916 50k nha hai ơi. Con này free size. Free size nè chị, cái bắp tay to luôn. Free size bắp tay to. Em chốt cái caro 100 theo mấy chủ nha chị Lê Lập, chị Phúc Lập họ. Con này free size nha mấy chị, lấy cho em mã C70 hơi dài nha, nhưng mà là free size. Con này size số 5 dành cho khách dưới 46kg mấy chị, số 5 số 7 thôi. Số 5 số 7 thôi nha, mấy chị mua cho bé gái cũng được nha. 40kg đến dưới 45 46kg hồi nhỏ xíu xiu xiu luôn. Mua cho con gái mình mặc cũng được. Lấy cho em mã số B34, nó rất là nhỏ nhưng nó rất là đẹp. Mã B34 giúp em. 50. Trời đất ơi. 100.000 hai ơi. C70 của chị Ngọc Thúy Nguyễn. Hồi nãy em nói 50 hả? Con nói 5, con nói 100 nha. Nói 50 hết trời. 50 52kg giùm em mã số 3. 50 52kg mã số 3. Má ơi nó đẹp. 50kg quay đầu mấy chị, 50kg quay đầu giúp em con này. 50kg quay đầu giúp em con này. 50kg thôi nha, cái tay nó gọn lắm. 69.000 mã M86, 50kg mã M86. Form công sở giùm em, 50kg đến 55kg mấy chị. Form công sở 50kg đến 55kg lấy cho em mã 267. Form công sở mã 267. 55kg ha. Hơi dài nhưng mà siêu đẹp, dây thâu được nha, mã 244. Mã 244 mấy chị. M86 của chị Nguyệt Minh. Đầm cam là đầm nào em? Con này lụa. Trời ơi, con này đi chơi Tết hơi bị hờ hơ. 52kg quay đầu thôi, cái tay hơi nhỏ. 45kg đến 52kg quay đầu. Con này mã số 299. Mã 299. Đầm thiết kế nè, Ly ơi, con này đẹp nè em. Con này mua 69.000 má ơi luôn. Đầm thiết kế theo bông lụa cao cấp. Dưới 50kg size S. Con này 69.000, chơi lớn luôn cho mấy má nè. Mã 535. Mã 535, một con form Âu. Con này 55kg quay đầu thôi nha. Vi mặc không vừa con này nha, mẹ tao rất là thích luôn á. Mặc không vừa con này mấy chị, 55kg quay đầu thôi. Mấy chị số đo nè, ngực 92-94 quay đầu, eo dưới 72-74. 100.000 con này lấy cho em mã 724 100k. Con nào chị thích là không có vừa. Nó định mệnh lắm má ơi. 535 của chị Anna Nguyễn. Hai bốn bốn của chị Mai Mắn. Rồi mình đừng có đuổi nó nhảy tập lum á, gãy đi. Chị Mai Mắn ơi, đồng ý cọc 50.000 thì lên cho em địa chỉ. 724 của chị Mỉm Cười cho qua 100k. Em mặc chắc vừa á, chứ cỡ chị mập quá rồi. 724 100.000 của Mỉm Cười cho qua form Âu cao cấp con này nha. Âu đó mà Âu cái màu rất là thích luôn, em rất là thích luôn. Nhưng mà số đo 3 dòng của em chất quốc con đó. Lên hàng dạ hội thiết kế mấy chị. Hàng dạ hội thiết kế xẻ tà. Con này 100.000 thôi mấy chứ. Lấy cho em mã 57 ha. 55kg quay đầu. Con này mấy chị hở ngực mà em nha. Nha, ý là con này mấy chị mặc để vậy luôn á. 55kg quay đầu ha. Một đỏ một mã. Mã 57 100k. Ủa 57 là con này hả? Hả phải không? Bữa nãy đọc 57 con này phải không? Chưa kịp hả? Đỏ 57 100k. Ừ. Chốt cho anh đi Nguyễn nè. Ủa rồi thấy con này chưa em? 250 à em. Trời quất lại đi. Mình phải đẹp hơn cô dâu chứ em. Đó, con này mình lên rồi mình nổi hơn cô dâu liền. Con đen nó 250 mình nổi hơn cô dâu thì. Chị May Mắn ơi, lên cho đầu mấy cặp không chị? Đúng rồi. Hiểu rồi. Đó. Chị lại xác nhận 57 100.000. Con này mấy chị, là 60-65kg con này. Con này size số 13, 60-65kg con này tính mấy chị 69.000 thôi. Lấy cho em Vi mã số C96 con này nha. Lấy C96 con đó đẹp. Lên. Trời ơi má ơi, nó đã quá mấy chị. 50kg đến dưới 55kg đẹp quá.
50kg đến dưới 55kg, mã 507, 69.000. Con đỏ, con đó 60kg không vừa chị ơi, con đen á hả? Không vừa đó chị, không vừa. Lên. Cái con đen có cổ nãy thì bà vừa đó. 507 của chị Anne. Con này mấy chị, đầm dạ hội dưới 50kg mặt đẹp ha. 100.000 lấy cho em mã 513. Mã 513. Ố là la. Free size này, dây rút free size bao nhiêu ký cũng vừa. Đầm free size bao nhiêu ký cũng vừa, mã 933. Đầm trời ơi, đầm foam Âu, con này 55 60kg được luôn. Con này foam Âu màu cam chất vạ dạ mịn. 60kg được nha, lấy cho em mã 316. 933 của chị Anna. Con này mấy chị, một em khoác cao cấp nha mấy chế, dưới 60kg mặt đẹp, lấy cho em mã khoác 30k. Khoác 30k, 57 chốt cho Alice rồi em ơi. Lên đi mấy chị, 60kg đến 65kg con này nha. Form bếp lum cao cấp 60 đến 65kg con này 100.000, lấy cho em mã 977. 100k mã 977. Một em form bếp lum hoa, con này dưới 50kg giùm em dễ thương lắm. Con này dễ thương, dưới 50kg giùm em siêu dễ thương. Mã C66. Mã C66. 93 nãy em chốt rồi đúng không? 316 của chị Thu Hương Huyền. 316 xuống rồi em ơi. C66 của chị Quỳnh Trang Võ. Lên đây nè, con này cũng form Âu nè. Con này đẹp nè, nó không có nút không mấy bà. Tính với bà 69.000 luôn. Con này nha, form Âu luôn. Con này ngực dưới 96 thôi, 94, không, ngực dưới 94, 96 nè. 55, 60kg, ngực 94, 96, quay đầu mã 132 có dây. Mã 132 có dây, cái gì đây? Ống hả? Đầm cúp ngực. Con này ngực phải chuẩn nha. Con này ngực thôi 90 nha, 88, 90 cái ngực này nha mấy chị. Ngực 88, 90 giùm em nha. 69.000, lấy con này cho em Vi mã 485. Lấy cho em Vi mã 485. Mã 485. Hàng siêu phẩm nữa ha. Con này 50kg đến 52kg quay đầu lót trên giúp em. 52kg quay đầu lót trên giúp em 100.000 mã C49. Mã C49 100k. 485 của chị Anne. Chị Anne vui lòng cọc trước giùm em thêm mấy trăm ngàn nữa được không chị? Em hai ơi, chốt sơ sơ đơn chị Anne em cọc 30% giùm em. Được không chị? Em chốt sơ sơ đơn mình là ra 1.200.000 rồi đó. Chị cọc cho em 500 được không ạ? Sơ sơ đơn mình là 1.200.000 rồi nha chị. Bên em ra đơn mình rồi đó chị. Rồi con này mấy chị 60kg đến 65kg quay đầu. Lấy con này cho em mã 236. Cảm ơn chị thông cảm cho em. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Em biết là phiền chị nhưng mà cam kết với chị hàng của mình không bao giờ có lỗi. Bên em sẽ kiểm lỗi hàng của chị nếu chị gặp 500.000. Gọi là không phải nếu nữa, không phải nói gì cũng đúng. Có nghĩa là em biết là phiền chị, nếu mà cọc thêm 500.000 nữa phiền chị. Nhưng mà chắc chắn rằng hàng sẽ đáp ứng và hài lòng chị. Số tiền chị bỏ ra em cam kết hài lòng chị. Mã 236 con này 65. Tại vì hàng của em là chuẩn đầm Nhật, không pha. Nói chung là mình nhìn là mình đã lắm mấy chị. Đường kim mũi chỉ ok lắm. Con này free size dưới 65kg luôn. 60kg đến 65kg mặt đẹp mã 560. Con này mấy chị, dưới 50kg đầm dây đi tiệc. Dưới 50kg đầm dây đi tiệc nha. Lấy con này cho em Vi mã số 221. Dưới 50kg đầm dây đi tiệc mã 221. Con này 55kg đến dưới 62kg ha. 55kg đến dưới 62kg. Lấy con này cho em mã 402. Con này 50kg đến dưới 55kg thôi mấy chị. Con này nó không quá dài nữa chứ nha. Lấy cho em mã số 953. 236 thì sao? Bill gì? Chị có chốt không? Chị đâu có chốt đâu, ai bấm 236 đâu. No, no, no. 402 của chị Ngọc Lan Nguyễn khách mới. Ngọc Lan Nguyễn khách mới mã 402, đồng ý cọc 50.000 cho em thì lên cho em số điện thoại cho chị Ngọc Lan mới ơi. Trời ơi, gì mà trùng tên dữ thần vậy. Rồi mấy chị hàng công sở form Âu sang ơi. Thôi con này sang này chị Luyến. Sang số 9, 45kg đến 52kg quay đầu. Mã số 942. Trời ơi, nó đẹp. Nó bị dơ xíu nào mấy chị, nó bị dơ xíu nào mấy chị, về giặt mấy em nè.
dơ xíu thôi. Trời ơi nó đẹp quá. Hình con này 55-60kg á. Rồi con này mấy trời ơi, em tưởng tượng mấy chị mặc phan lắm hả chị. 55-60kg, 69.000 con này hơi bị rẻ. Mã M34. Trời ơi con nó 150, còn thấy rẻ. Đầm đẹp mà. Đầm đường kim mũi chỉ đẹp mà. 100.000 là con bèo đấy, còn thấy bèo đấy. 942 chị Quỳnh Trang giỏ ha. Con này free size nè mấy chị, bao nhiêu ký cũng đẹp. 60kg cho đến 70kg thoải mái giùm em. Vô nịch mà em 70kg thoải mái giùm em. Mã số 79 free size. Mã số 79 free size. Chị Vy, cái váy của chị Annie nó chấm nhẹ để chắc giặt cho được nè. Chị Annie ơi, chấm nhẹ. Chấm nhẹ. Ủa con này chị Annie size 2XL mà chọn nè, hơi bị size size, kệ nó đi. Thấy à, chọn thấy size size. 79 của chị Phan Nguyễn. Không vừa đừng chửi em nha, con nói em nói ngực có 90, 92 thôi nha. Bà chọn là tôi thấy sai rồi đó. Đó. Rồi con này mấy chị 50kg cho đến 55kg. Chết cha, con coi lại con này cho nó kỹ nghe. Không, con này size size số 11 với chị. Có bên ngực 50kg đến dưới 58kg. Size số 11, size L, dâu dừa ha. Con này 150k thôi. Lấy cho em Vi mã B38-150. Bơi 38-150, 79 chốt vào Phan Nguyễn rồi nè, đúng không? Lên nè. Đồ hôm nay hơi bị đẹp. Con này mấy chị, hai cái dây này mình muốn cột lên cổ. Hoặc mình muốn cột đâu mình cột nha mấy chị nè. Con này nè mấy chị, đặc biệt cái ngực dưới 90 giúp em. Size thoải mái, ngực dưới 90, dây là phải cột nha. Cột eo hoặc cột cổ. Lấy cho em Vi mã số 512. 512. Cột eo hoặc là cổ. Mã 512 giúp em lên. Mà em Vin nè mấy chị. Size nhỏ, con này 45kg đến dưới 52kg luôn. Con này 100.000, lấy cho em Vi mã 518, 100k mã 518. Bẹt vai. Ui có dây. Ui chỉ có một dây là sao? Mất một dây rồi bé ơi. Sao bán? Con này mất một dây rồi mấy chị. Mặc một dây thôi các chị. Ủa mặc một dây kỳ lắm á. 518 100k của chị Ngọc Lan Nguyễn. Biết sao tôi nói này 150 không ai lấy tôi mặc. Thôi bị sang luôn á. Âm mưu hết giờ đó. Ra lên đi mấy chị. Âm mưu không thành. Âm mưu không âm mưu thành rồi đâu ai chốt đâu. Rồi tôi giữ tôi mặc mà. Đâu rồi? Con này đi mấy chị 55 60kg giùm em ha, mất dây rồi em tính mới chế 30.000 luôn. Về tự xử 30k con đó giùm em. Mã 30k cũng được. Con này 55kg nha. Cho đến 60kg, 62kg. Con này ngực hơi bị đẹp. Con này ngực mấy chị dưới 100. Ngực dưới 100. 30 của chị Ngọc Lan Nguyễn. Đang 150.000 là hàng size số 9 đó. 52kg. Sell đi chị lấy. Dạ không chị, em mặc mà. Ủa? Mã số 169 con này. À, xe 30.000 ở đó có người lấy rồi. Xe 30.000 bấm đi, người này đặt tên gì? Em nhận 156 của chị Huỳnh Ngọc Thái Chân. Thái Chân Quỳnh hay ơi, nhận 156 Thái Chân Quỳnh. 30.000 có mỉm cười cho qua lấy rồi. Mình lấy chị đặt tên. 30.000 mỉm cười cho qua. Lên mấy chị, con này đẹp nè, con này size to nè mấy chế. Ôi ơi. Mấy chị size 60 60 kg hơn á, không lấy họ. Hàng hiệu của Gap. Ồ. Trời ơi. Con này hàng của Gap sai mấy vậy? Con này tính 100.000 thôi. Bao rẻ luôn. Từ nha. Rồi con này đẹp má ơi, nó trời. Con này ngực được 92 nha. 92. Từ coi coi kỹ là coi mình vừa. Ngực 92 94 luôn mấy chị. Nói chung là em cũng muốn vừa luôn á. Hơi dài thôi, siêu phẩm rồi. Hơi dài chút, mấy chị cao mét 65 là đẹp. Ngăn ngực 90-92, cao mét 65 là đẹp. Hàng hiệu của Gap, đầm thiết kế đi tiệc. Mua con này 100.000 rẻ quá không, mấy bà nói tôi nghe coi. Mã số 279-100k. Ối là la. Mã 279-100k. Con này 89 hồi lắm nè. Một em Vin Hoa 55kg cho đến dưới 60kg. Mấy chế ơi, là vô nịch con này ok hết, thoải mái. Lấy con này cho em Vi mã số M68. Mã M68. Ê, 279. Em lấy cho chị Ngọc Lan Nguyễn 100.000.
279, chị Ngọc Lan Nguyễn 100.000. 279 55 kg vừa chị. Ủa mà mình mua đầm mình nó biết số đo mình không à. Ngực 92, ngực 94 là 55 kg, là chị cao không biết nữa, tùy ngực. Ngực 94 lận. Con này size L lận. Size L ngon cơm. Cỡ em á, phì nhiêu cỡ em á. À chị Ngọc Lan ơi. Chị Ngọc Lan bóc mình vô hai. Không mấy thông tin gì luôn. Ngọc Lan chốt rồi, đợi chút đi. Bà Ngọc Lan bà không lên thông tin không cọc thì em chốt cho chị Tuyết Nhung. Sao chị? Không thấy số điện thoại địa chỉ gì hết trơn trời. Không có thông tin. Sao mà bón đây. Rồi cái đầm này mấy chị ơi, cái đầm này em bán 100.000 là bán đại á. Bán thí á. Siêu phẩm. 50 kg đến 55 kg. Trời con này đẹp quá. Từ từ đang hỏi chị Ngọc Lan nữa. Bà Ngọc Lan Nguyễn này khác nghe. Rồi lên số điện thoại này, nhớ cọc nha. Nhớ cọc. Bây giờ em lấy số điện thoại của chị Tuyết Nhung. Nếu mà chị Ngọc Lan không cọc cái em chuyển qua cho chị Tuyết Nhung. Mà chị Tuyết Nhung không cọc cái em để em bận luôn. Ok không? Được cho em chốt sơ cua cho chị Tuyết Nhung nè. Rồi con này thứ 100.000 với bà. Cọc tôi 50 với bà, cầm cái đầm nó 100.000 quá lời luôn á. Hàng của Gáp đó. Con này 100k nha mấy chị. 55 kg quay đầu 100k. Mã bơi 55. Mã bơi 55. À, không chị, không chị. Chốt ưu tiên chị Ngọc Lan chốt trước. Khi nào chị Ngọc Lan không cọc em mới chuyển qua cho chị. Em có nói trước nha mấy bà. Mấy bà đừng chuyển khoản cho tôi rồi nói tôi lừa đảo nghe. Tính tôi là hả hơi bị nha, hơi bị gì luôn á. Bay 55 100.000 của chị Quỳnh Trang Võ. Dạ bên em có inbox cho mình số tài khoản, mình cọc thẻ, mobi, điện thoại hoặc là mình chuyển khoản cho bên em. Rồi lên. Một con linen lụa, con này vải linen nha mấy chị, dòng linen thêu có lót. Mình mặc basic rất là đẹp, rất là xinh, 50-55kg. Con này ngực 96 luôn á, 58kg vừa luôn á. Mấy chị mặc xong mấy chị cột dây eo lại giùm em. Lấy cho em vi mã số B10. Lấy cho em mã B10. Đây, B55 chụp màn hình, bà Quỳnh Trang Võ trước, bà Ngọc Lan sao má ơi. Ê, nhận 216 của BM. Trời ơi, nhịn dữ lắm nè mới chốt 216 chuyển khoản nè. Chuyển khoản rồi đi luôn đi. Chứ hả ở lại mắc công ghiền. Hết tiền, ăn Tết. Đầu của em nó đẹp lắm, mấy chế yên tâm. Rồi, mình không chốt được con này. Mình chốt con khác, cứ thoải mái. Bỏ qua đi mấy chị. Em 1.000, 2.000 cái đầm em cũng có. Lên. Con này 55kg đến 60kg giùm em, giá 69.000. 55kg đến 60kg giùm em. Lấy con này cho em vi mã số M23. B10 em lấy cho chị Thúy Quanh. B10 chị thả xuống không ta? À đây B10 69.000 của chị Thúy Quanh. M23. Dạ con, sau lưng có người chốt rồi chị Trung Yến ơi. Rồi bây giờ em tung thêm 500 cái siêu phẩm bên đây nữa nè. Thấy đâu có thiếu, em không có thiếu. Ví dụ hôm nay em like em đuối quá em mệt, mấy chị bấm theo dõi em ngày mai 9 giờ, mấy chị thấy cái bản mặt của em lên 1.000 con đầm nữa. Bây giờ từ đây tới Tết, mấy bà không lẽ mấy bà chốt không được. Cứ bấm theo dõi em đi, 9 giờ ngày mai cam kết mấy bà lên 1.000 con mới hoàn toàn. Đấy, bà, mấy bà thấy tôi lớn không? Tôi mạnh không? Tôi bán 69.000 thấy ghê chưa? Rồi con này đi mấy chị, 50kg body giùm em. 50kg body giùm em, lấy cho em vi mã số 919, 69.000 body giùm em. Con này mới chị body tay loa cao cấp nè. Con này 50kg quay đầu, 45-50kg quay đầu luôn. Lấy cho em con này mã số 19 nha. M23 của chị Quyên Nguyễn. Đồng ý cọc 50.000 thì cho em vi xin số điện thoại địa chỉ. 99 của chị Trung Yến. Khách không cọc sau 5 giờ quỷ đơn hoàn toàn. Nha mấy chị nhớ hôm em nha. Em nhắc lại nhiều lần ha. Mà quỷ đơn rồi không có chốt được lần thứ hai. Rồi lên đi mấy chị Phong Âu. 52kg quay đầu giùm em mã 302. Mã 302, bên em hơi bị đập tài chỗ đó nha mấy chị. Có nghĩa là 5 giờ không nhận cọc, bên em quỷ đơn luôn, khỏi nói nhầy. Rồi lên đi mấy chị, 60kg quay đầu, 60-65kg quay đầu con này. Mã 125, mã 125, 302 Quỳnh Trang Võ. Con này 55kg nè, cho đến 58kg, siêu phẩm 69.000 mã số 08. Siêu phẩm 69k mã 08. Lên. Con này 50kg đến dưới 55kg, mặt đẹp hơi bị dài và sang luôn.
lấy cho em Vi mã số 91. Dạ em đang đợi luôn đó chị, em đang đợi kinh khủng luôn. Không, em đang đợi dữ lắm á, em đang đợi dữ lắm á. Chị đang chuyển khoản là vô liền phải không? Để em coi coi vô chưa. Nhận 100 ngàn của chị Ngọc Lan Nguyễn, khách mới cọc. Trời ơi dễ thương vậy, nhận cọc rồi nha. Chị gì đó ơi, cái chị Sơ Cua ấy, em hủy luôn nha chị. Chị Ngọc Lan Nguyễn cọc em 100 giờ chị. 91 của chị mỉm cười. Chị gì đó? Chị Tuyết Nhung ơi, mình chọn con khác giùm em, đừng đợi con đó nữa, người ta cọc giờ chị. 91 của bà mỉm cười nè. Em ơi 69 ngàn cho em. 125. 125 em chốt chị Anh nè. Qua chưa chị, tiền qua chưa chị? Em đợi 500 chứ vô cái là tự tin liền, lên 500 con nữa liền. Khi mà tủ đã kín mà đầm nhà Vi rồi nhưng vẫn xem like ủng hộ bà, má ơi cưng vậy. Rồi con ngủ chưa? Bây giờ con ngủ rồi mới săn siêu phẩm được nha. Đây siêu phẩm nè, nguyên con cọp với beo để ý đi. Con này là con cọp á. Con cọp á, nó xuất hiện ẩn hiện, hắc ẩn hắc hiện trong cái đầm này. Mà năm nay năm dần nữa. Con này là size số 9, 52kg quay đầu. Bán nhẹ nhàng cho mấy bà 100 ngàn luôn. Mã số M83. Con ngủ rồi rồi đó. Chốt nha. Mỗi lần bà Toán xuất hiện tôi hỏi hai đứa con bà ngủ chưa. Rồi lên 50-52kg mắc công đang săn siêu phẩm mà nó khóc một cái rồi không tức bỏ mẹ. Mã M74 100 ngàn con M74 luôn mấy chị. M74 100k. M83 100 ngàn của chị Luyến. Em có 10 con siêu phẩm liên tục 100 ngàn ha. Rồi con này mấy chị 55kg. Con này 10 con siêu phẩm liên tục 100 ngàn. Em có nói rồi đó, mấy con này em tính em để dành siêu phẩm bán 200-300 mà thôi cuối năm mà em xả 100 ngàn cho mấy bà luôn. 100 ngàn, con này 50-55kg ha. Không đẹp không lấy tiền. Không đẹp không lấy tiền, lấy con này cho em Vi mã 283, 100 ngàn là em nói thiệt cho em bán đại đó. B74 của chị Quỳnh Trang Võ 100k. Chồng tuổi cọp kêu chốt đi má ơi. Ủa, chồng chị đang xem hả? Em chào anh. Rồi con này 50-50, con này size số 11. 50kg đến 58kg con này mấy chị. 50kg đến 58kg con này 100 ngàn. Lấy cho em mã số E45. 283 chị Ngọc Lan Nguyễn cũ. Em nói thiệt với mấy chị luôn, hai chị y chang tên nhau, y chang từng cái dấu luôn. Nên là em kêu chị Ngọc Lan kia là chị Ngọc Lan Thủ Đức đi ha. Trời ơi, bà sát nhà tôi. Còn chị Ngọc Lan kia chị Ngọc Lan mới đi ha. Còn bà Ngọc Lan cũ là sát nhà em. Rồi E45 ai chốt á chị? 100 ngàn. 283 là 100k luôn nha. E45 siêu phẩm 100k của chị Minh Châu. Rồi con này đầm Mỹ mấy chị. Con này bán với chị 69 ngàn thôi. Tại vì nó hơi khó bận. 60kg đến 65kg mấy chị mặc tạo dáng giùm em. Em bán 69 ngàn là vì con này mấy chị về mấy chị phải may lại, sửa lại theo cái dáng của các chị nữa. Chứ nó hơi khó bận. Có nghĩa là nó là đầm thiết kế, nó thiết kế cho một cái người nào đó không biết. Nhưng mà bây giờ mấy chị mua về mấy chị phải may lại, đạp lại là nó sẽ đẹp. Lên 69 ngàn mã E10. Thấy em bán hàng dễ thương không? Còn nó bán 69 ngàn đó. E10 nha. Về sửa cái là mặt ngon liền luôn. Con này bán 69 ngàn cũng tiếc lắm mà thôi ráng bán. Một em form cổ điển cao cấp. Con này mấy chị bán được ở ngoài, mấy chị bán được 380. 50kg đến 55kg luôn mấy chị. 100 ngàn mã số 190 theo ha. Theo lụa form Âu cổ điển mã 190 100k. Rồi con này. Con này là hàng vải lụa. Con này 52kg thôi mấy chế form bếp lum cánh dơi phía sau của nó hàng sang trọng. 52kg form bếp lum vải lụa giùm em nha. 100 ngàn mã 21, 100k mã 21. 283 em chốt rồi chứ Na Nguyễn ơi. 190 100k của chị Khoan. Mình bị ngẹn bạn. 21 100k của bà Quỳnh Trang. Rồi con này 100 ngàn luôn. Con này 55kg đến dưới 65-70kg giùm em mã số 710 100k. 65-70kg được nha con đó. Rồi con này 50kg cho đến dưới 58kg giùm em 100 ngàn. Lấy con này cho em Vi mã số 509. Mã 509. Một em con này size to. Con này 65kg quay đầu hàng siêu lụa. Con này 60-65kg quay đầu hàng siêu lụa 100k.
Lấy con này cho em Vi, mã số M52. Mã M52. À, 710 100k của chị Anne Nguyễn. Lên. Con này mấy chị? Con này 55kg cho đến dưới 62kg, size số 13 con này nha. New tem luôn, 100.000. Lấy cho em mã số C98. Dạ chị cứ gửi cái bill qua cho em trước là được rồi chị. Gửi bill qua cho em trước là được rồi chị. Rồi con này mấy chị, 48 50kg quay đầu size S mặt đẹp. Lấy cho em mã số B25. Gửi bill qua cho em trước, đơn chị Anna để riêng. Lên mấy chị. Con này 55kg đến 58kg mặt đẹp. Con này 100.000 nè. 55kg, 58kg mặt đẹp, mã số 0. Mã số 0 dùm em nha. Size to. Con này form Âu đen size to, 55kg đến 65kg con này. Size 1XL, 2XL luôn, mã 193. Mã 193, C98 của chị Anh nè. C98, đây đây con này ha, 100k. C98, 100k của chị Anh nè Nguyễn. Lên đi mấy chết. Số 0 của chị Thủy Tiên. Số 0 100.000 của chị Thủy Tiên. Số 0 100k của chị Thủy Tiên. Con này màu vin lụa, 50kg đến 52kg, con này size số 9. Con này size số 9 mấy chị, 52 53kg quay đầu. Lấy con này cho em mã 465 100k. 193 100k của chị Anh nè. Bây giờ đếm đâu chị Anh nè được không? Chưa được, hai ơi. Tụi nó đang phân, xếp còn 100 cái đầm chưa xếp. Chị Huỳnh Hải Yến. Hôm qua hình như không cặp cho mình đúng không? Không check in cặp bóc, không cặp. Mà hồi nãy Yến ơi, tôi inbox cho bà từ hôm qua tới giờ đó. Bà có đọc đâu mà cho bà chốt chi nữa. Tôi hỏi bà hồi nãy Yến nè. Bà chốt hàng mà người ta inbox bà không đọc rồi sao? 465 của chị Luyến. Phải không? Sao kỳ vậy? Bà không check inbox tôi, bà không cọc tôi. Hôm qua tôi ra rã trên live là cọc đó. La hả, la ông rác cổ họng là cọc luôn. Chị ơi cọc cho em chơi, cọc cho em trước 3 giờ ơi, cọc cho em trước 3 giờ. Không cọc, giờ vô chút nữa. 3 giờ. Nói gì cái máy vô trời. Chị Nguyễn Thanh em gửi rồi chứ ơi. Không, thì đó bây giờ em hỏi chị Hải Yến nè, hôm qua chị có nghe không? Hôm qua là em giống như cái radio em dắp đĩa vậy đó bà. Em lặp lại cái vụ cọc trước 3 giờ, cọc trước 3 giờ, cọc trước 3 giờ. Nửa tiếng đồng hồ tôi nhắc, nửa tiếng đồng hồ tôi nhắc. Rốt cuộc và không cọc, không check inbox luôn. Hai cái đầm của chị Ngọc, chị Hải Nguyễn là em xin lỗi, em bán rồi. Em bán đầu like rồi. Chị muốn chốt nữa chị cọc trước cho em đi, cọc chốt cho em 50.000 đi. Bên shop em nhận 50.000 chị chốt. Còn không nhận 50.000 chị khỏi chốt. Rồi lên siêu phẩm nữa nha. Tôi lên siêu phẩm tôi mất hơi quá mấy mẹ. 60kg con này. Hơi bị sang dâm. Dâm nhung. 60kg mà thoải mái số đo mấy chị. Cái này con này số đo mấy chị ngực 100. Eo dưới 90. Con này có con đĩa nữa. Mấy bà vô tôi cái nịch nữa bao đẹp. 100.000 mã 371. Cho chị xem lại đen 150k. Chiều bà luôn. Rồi. Nè. Đó, xếp ly tai, tai bồng, theo, nơ, eo, âu, xòe, chữ A. Dạ, thì tại sao hôm qua chị không nói, chị không biết cọc. Giờ em hỏi chị nè, chị không biết cọc. Mà chị chốt đơn, chị không check in bóng số điện thoại, địa chỉ ra tôi giao. Chốt đơn giao niềm tin hả? Không cảm nha, tôi nói chuyện hơi thẳng. Nói chuyện hơi thẳng. Nhưng mà một khi mà chốt hàng nhà em này, em thẳng từ cái cách mấy chị báo lỗi và em thẳng từ cách em đền tiền với anh. Nói chung là một khi mà đã thẳng là tôi thẳng ruột dữ lắm. Nói nghe nè, 5 năm bán hàng chưa bao giờ không đền tiền cho khách. Nói tới đó là mấy chị biết là như thế nào rồi đó.
10.000 cũng đền, 100.000 cũng đền, 1 triệu cũng đền nha. 5 năm bán hàng chưa bao giờ nói không với khách. Nói không đền chứ không? Nói chính xác là như vậy. Rồi con này 50-52kg, mẫu 1-2-3. Nhưng mà trước khi mấy chị mua hàng em rất là thẳng. Rất là thẳng. Xong cái cách bán hàng cũng vậy, thẳng như ngựa vậy đó mấy chị. Mặc dù là chồng em tử ngựa, em tử dê, nhưng mà em thẳng lắm mấy chị. Rồi con này ai vừa ta? Con này mới tin luôn á mấy chị. 100.000 con này ha, bán đại nha, 100.000. Con này eo mấy bà eo 66, eo dưới 66, 100.000. Ngực thì thoải mái lắm, ngực có mút sẵn luôn. Ngực mấy chị tầm 90-92 ok, mà eo 66 thôi, 100k. Lấy con này cho em Vi mã số 45. Mã 45 chị Dư Mỹ nhá. Cọc 20.000 rồi mà tại sao không thấy quần em? Rồi, quần chị Như Mỹ. Hình như em có nhắn tin cho chị Như Mỹ là làm ơn vô chốt giùm em thế này thế kia. Hai ơi, check inbox chị Như Mỹ. Hai ơi, nhận 20.000 cọc của người ta cái quần tay rồi đó. Đơn còn dùng. À thì em đương nhiên còn giữ. Gì đâu, Vi mặc thử cái đầm đỏ này coi Vi. Ví dụ như mà nó tét thì sao? Bà có đền tôi không? Chơi thằng gài hả bà? Bà tôi chơi thằng gài tôi hả? Bà thấy tôi dễ thương mà chơi gài tôi hả? Đâu đâu đâu, phải nói cho rõ ràng. Em có nhắc không? Em có nhắc cho, em có nhắc trong đơn chị Như Mỹ không? Nhận 500.000 chị Anna Nguyễn. Trời ơi, mừng quá à. Cảm ơn chị nha. Bà chúc Annie. Tên đọc Annie được rồi. Nói giữ đơn mà bữa giờ không thấy chị Du Mỹ vào chốt nữa. Đó, nhân viên em nhắn đó chị. Do Tết chị không có thời gian xem. Vậy thì bên em giao hàng nha. Trời ơi, gần Tết rồi đừng có để em nợ bà 20.000, tội em lắm bà. Bây giờ là chị 22-23 là, nói chung là sao ta, em sợ là vậy nè. Bên cao giao hàng tiết kiệm của em là nó rụt rịch, nó nghỉ Tết mấy địa phương rồi. Em giải quyết đơn hàng là bằng xe ôm không đó. Bữa giờ em giải quyết đơn hàng là xe ôm, giao 50.000, 100.000 tiền ship con Vi nó chịu đó. Tại vì nó uy tín là nó giao hàng cho khách. Bữa giờ em bị rồi. Nên mấy chị chốt sớm mà em đi, hoặc là chị Dương Mỹ bây giờ mình chốt không được thì để em giao cái quần đó cho bà đi. Rồi coi như là mình chấm dứt nợ trong năm, chứ em làm ăn buôn bán không có để nợ. 20.000 cũng là bị vía lắm đó. Nên là đừng có để em nợ chị 20.000, tội em lắm. Một là giao hàng, hai là chốt thêm sớm đi, chứ em sợ là nó bị địa phương nó không có giao hàng được đó. Giờ con này đi mấy chị, 50kg đến 52kg, mã số 208. Con này ở đây nó bằng lông mấy bà ơi. Nhận 500 chị Anna ơi. Con này bằng lông. Ở dưới của nó là vôn chập ly. Hả, 208. Ủa sao nghe tiếng ông Giang ta? Ông Giang còn dưới đâu mà? Ủa không đi hả? Rồi xong. Rồi con này dưới 50kg mặc đẹp giùm em nha. Lấy cho em mã B81, 69.000 mã B81. Con đỏ này 100.000 mà chốt à. Đẹp quá. Mua để dành hấp hôn hay gì mấy bà. Đẹp lắm. Đường kia mỗi chị có chất vải bên ngoài còn đẹp nữa. À quên, chị Phan Nguyễn xã 371. Ok, hai ơi, ghi chú chị Phan Nguyễn Thủy 371 hai ơi. Con bông nãy chị nào ca? Con này zoom nha chị. Con này zoom. À, con này 50-55kg eo chun. Nhưng mà 50-55kg thôi. 50-55kg thôi eo chun. Lấy cho em mã 164. Lấy cho em Vi mã 164. Một con maxi mấy chị. Con này 90kg. À quên chết ta. Ngực 90-92. Ngực 90-92. Lấy con này cho em Vi mã số 47. Mã 47. Dạ, ê, Vũ Hương ơi, mình lấy con này đúng không? 164 của chị Trần Cúc. À, nãy chị hỏi em con bông này đúng không? Cái hoa bên xào lai rồi. À con này ha chị. Cái xào của em nó tổng cộng nó tới hơn 12 cái hoa. Thì chị muốn cái hoa nào? Rồi đi con này. Con này tuyệt nè mấy chị, có bút ngực sẵn.
mà tiệc có mốt ngực sẵn nha. À, con này nè, ngực của nó dưới 82 thôi. Lấy cho em mã 113. Ngực dưới 82 mã 113, con đó ngực hơi nhỏ nha mấy bà. Form Âu nè. Con này ngực dưới 90 giùm em. Thôi đẹp quá. Ngực dưới 90 giùm em nha. Lấy con này cho em Vi mã B10 đi. Mã B10. Dạ, đây đúng không? Đây, em bóc không hai tay dài gần nhất ha. Không đúng nữa thôi nha. 60-65kg quay đầu 100.000, con này mã M52. 60-65kg quay đầu 100.000, con đó mã M52. 571. Thôi có chị hai ghi chú rồi, lúc em chốt đơn bóc ra thôi. Rồi lên đi mấy chị, đầm công sở 50-52kg quay đầu mặt đẹp. Trời ơi. Lấy cho em mã 242, 69.000. Có ai nhốt lại được không? Có ai nhốt lại. B10 69.000 của chị Liên Trần. Chị Liên Trần ơi, đồng ý cặp 50.000 thì lên cho em địa chỉ nha chị. Đồng ý cặp 50.000 cho em Vi xin địa chỉ. 113 của chị May Mắn. 113 chị ơi, cái con này đúng không chế? 113 con này đúng không chế May Mắn? Đầm đẹp quá, tiền đâu mà mua, trời ơi, tiền vay ngân hàng, cướp ngân hàng đồ đó. Vay ngân hàng, cướp ngân hàng không? Vay đi, cướp đi, không làm mọi giá đi để mua đầm đẹp. Dưới 50kg con này size S. Lấy con này cho em Vi mã M58 đi mấy chị, mã M58 đi. 70 cái đỏ vừa không? 70kg cái đỏ vừa không? Dạ không bao giờ vô. Trời. À eo 70 hả? Eo 70 không vô. Lý Chính Thắng quận 3 chị. Không có size to hả em? Dạ có. To là bao nhiêu ký chị Bảo Ngọc ơi? Con này mấy chị. Con này nha. Con này nhà form vải xéo, 52kg quay đầu vải xéo, mã M4. 52kg quay đầu vải xéo, mã M4. Con này size S, M, 45kg đến 52kg quay đầu luôn. Lấy cho em mã 58. Hay ơi chị Liên Trần là ở Lý Chính Thắng quận 3. Cọc giùm em 50k trước khi, trước 5 giờ nha chị Liên Trần. Cặp giùm em 50.000 trước 5 giờ nha chị Liên Trần ơi. M4 em lấy cho chế Hà Lê. Eo 70 vừa không đó? Dạ không bao không vừa. Con đó eo 64-66 thôi. Rồi con này 52kg quay đầu giùm em luôn, mã số 111. 52kg quay đầu giùm em luôn, mã 111. Ít con này hay nè. Con này linen. Linen 47-48kg quay đầu. Con này vải linen size S. Lấy cho em mã C100. Vải linen size S, mã C100. Một em công sở Âu, form Âu vải dạ mịn. Size số 9 dưới 52kg, mã số B38. Mã B38, ố là la, size nhỏ nữa ha. Dưới 50kg, mặt đẹp con này luôn. 69.000, mã số 526. C100 của chị Tuyết Lan Trương. Tí Vi chốt đơn gửi giao hàng tiết kiệm luôn cho Hằng nha. Ok. Chút xíu sợ chốt đơn chốt nổi á. Tí bà hai bà làm đơn 5 giờ xong cái nghỉ, nghỉ sáng mai mới gói. Sáng mai gói. Tí là mấy chị chuyển khoản rất rụp rụp xong ra tiền cho mấy chị, xong chắc sáng mai mới gói chứ tối nay không có người làm. Rồi lên đi mấy chị. 46-47kg quay đầu, mã C1. Cái chị chốt eo 76 vừa không em? Chị 53kg. M4 của chị Hà Lê coi lại. Mới đó luôn. Eo có. Ủa, không phải con đó. Mới chốt luôn. Mới chốt cái à con đó đúng rồi. Đó đó, M4 vải xéo. Eo 50 nào, eo 76 hả? Không vừa. Eo 76 vô size L rồi má ơi. Eo 76 nhưng mà em cam kết cái vai của chị không không vừa. Đoán. Con đó khó lắm. Con này eo 70 76 được, phải xéo nó coi giãn được. Đây cái vai của chị sẽ không vừa đâu. C1 của chị Khoa Anh Nguyễn Thị. 24 tôi về rồi, nhận kịp không bà? Hôm nay hôm mấy?
ngày mai là bắt đầu Vi lên live là bắt chuyển khoản hết á. Hôm nay là mấy chị chưa chuyển khoản, em còn giao nè. Ngày mai là bắt buộc phải chuyển khoản cho em. Em đầu vô nữa hả cô Lan, con đói bụng quá. Con nghĩ thôi ăn hủ tiếu. Vậy đầm dạ hội dời qua bên cây chính giữa đi móc đồ mới rồi. Dạ. Làm cái bao tiếp theo không? Bao đó 500 cái. Hôm qua đem ra 2 bao đúng không cô Lan? 2 bao rồi, giờ còn bao cuối. 2 bao rồi, 2 cho bao trăm. Là 4 bao, 4 bao luôn. 3 bao, 1 rồi 2 bao hôm qua nữa. Thì là hôm qua làm bao rồi, giờ còn bao cuối là 4 bao. Nè, 2 bao bên hông coi cô Lan lấy. Còn 2 bao bên đây là 4 bao, 2 bao hôm qua đem về là 6 bao, 3 ngàn cái đầm. Giờ làm bao thứ 4 đi. À, giờ là bao thứ 4, ok. Đầm đang mặt bán không? Không bà ơi, cũ lắm rồi. Nói gì bé Thảo? C1 bỏ. Ờ à, gì? Không. C4 bỏ. Nữa, nó lại đi lên nữa rồi. C1 này em. C4 bỏ. Làm im. Thôi đừng có kêu tên em nữa chị ơi, đừng có kêu tên em nữa. Chị Trúc Ngọc ơi, nhận quà chưa? Ngon không? Ủa con này mặc sao trời? Từ cây. Sao hai cái vú mỗi cái nằm nơi vậy? Trời khó quá vậy. Rồi con này để mặc lên canh đi mấy chị ơi, em thấy nó khó quá mấy chị. Còn tan luôn á. Trời mẹ ơi. Còn tan luôn á mấy chị. Con này bán nó cho 100 ngàn. Còn tem. Ôi C4 ý chị là M4. C4 là M4. Đúng rồi đó, thì con nó kẹp tên chị Hà Lê đó. Cảm ơn chị. Nói chung là em mà nói ra em bán hàng online mà em tặng quà Tết không ai tin chứ. Nhưng mà tại vì em nói ra là em bán online nhưng mà em không có bán khách giảng like. 70-80% khách hàng của em quay lại. Em nói gì mấy chị hiểu rồi đó. Còn 20% kia ghét em lắm, nó không quay lại. Thôi lên đi mấy chị. Con này 50kg quay đầu. Làm sao cho người ta ghé 50kg quay đầu luôn, mã số 273. Em bán hàng online mà 80% khách quay lại. Nên là mấy chị nghĩ coi, bán hàng 5 năm 80% khách quay lại thì tại sao không có quà Tết? Đó. Trang là à. Alo chị ơi. Dạ. Em ở bên nhà, em tặng rồi. Rồi ok. Dạ em ốm nha mấy chế ơi, em có công chuyện nữa chị. Cảm ơn mấy chị nha, chút xíu nhân viên chốt đơn. Ok, để em qua chị. Em ốp nha mấy chị. Chốt áo đầm đó 100k. Ờ, để em coi coi số đo làm sao chứ ơi. Đặc sản Phan Rang dạ. Con đó là gì mà chị? Ây da. Con này từ từ đợi em chút nha. Em đi có công chuyện rồi. Con này nó ghi size 9 nè. Con này mình quan trọng cái eo á chị. Cái eo á, em đo cái eo cho. Con này 100 ngàn là bao lời đó. Về mình bán sao cũng được. Nó thuộc đầm thiết kế á. Để em chút coi cái eo cho. Bảy tám. Còn cái ngực không quan trọng hơn ngực cột dây nha. Nè eo nè. Chỗ này nó bị sức chỉ xíu. Bây giờ mình đơm lại tôi cái. Nè tụt cái sợi chỉ thôi. Eo 78. Eo 78 là size L ngon á. Mai like tiếp không chị? Thì tôi chị bung 3.000 cái đầm mà. 3.000 cái đang ủi đó, đang ủi xì khói. Dạ, nói chung là like tiếp, chốt tiếp thì chuyển hết tiền cho em nha. Ủa? Mấy chị chứ tiền em nặng vốn lắm. Mấy chị chuyển tiền cho em. Nếu mấy chị giữ hàng như cũ á. Tính chốt thêm mà đi luôn. Tính chốt thêm để đi luôn mà nghỉ rồi. Dạ ha. Có một chuyện á chị, chủ nhà gọi rồi. Tới giờ đòi tại nhà rồi, em khổ quá mấy chị. Bye bye mấy chị.